Trước khi mà trao đổi với mọi người thì cũng có trao đổi qua với Hoàng Anh cũng như là các bạn trong ban tổ chức về cái việc là các bạn đã tìm hiểu về giáo dục STEM như thế nào. Thế thì cái này nó rất là quan trọng, bởi vì là khi mà chúng ta nắm rõ được cái bản chất của giáo dục STEM thì lúc đấy chúng ta sẽ có cái cách tiến hành, đặc biệt là đối với các thầy cô ở trong trường cũng như là các đơn vị hoạt động kinh doanh giáo dục, cũng như là các anh chị mà muốn khởi nghiệp trong cái lĩnh vực giáo dục này. Thế thì một cái câu chuyện nó cũng khá là thú vị về giáo dục STEM, khi mà khoảng 6, 7, 7 năm, năm 2014, cuối năm 2013, đầu năm 2014 thì tôi có quay trở lại Việt Nam và bắt đầu thành lập cái Học viện Sáng tạo S3 từ 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 đó đến giờ. Thật ra là S3 hoạt động bắt đầu từ năm 2014 cơ. Đã được khoảng 6, 7 năm rồi thì S3 là đơn vị gần như là tiên phong tại Việt Nam khi mà triển khai các hoạt động giáo dục STEM. Khi đấy thì bản thân cái chữ STEM nó cũng còn rất là mới lạ ngay cả đối với các lãnh đạo Bộ Giáo dục. Thì nói như vậy để thấy rằng gì ạ? Cái giáo dục STEM nó về Việt Nam như thế nào là một cái câu chuyện nó cũng khá là thú vị. Bởi vì sao ạ? Như các anh chị nếu mà đã tìm hiểu thì biết là giáo dục STEM ở ở Mỹ hay các nước phát triển đó là một cái chiến lược mang tính quốc gia, là một chính sách nó bắt đầu từ các STEM policy, tức là nó là các chính sách về giáo dục STEM chứ nó không bắt đầu từ từ thực tiễn giáo dục, mà nó bắt đầu từ những cái chính sách về giáo dục STEM. Tại sao lại như vậy ạ? Tại vì như thế này, cái câu chuyện về lịch sử giáo dục STEM nó cũng khá là thú vị. Khi mà nó bắt đầu từ những năm 60 của thế kỷ trước, anh chị thấy là những năm 60 của thế kỷ kỷ trước, khi mà Liên Xô phóng cái con tàu vũ trụ đầu tiên lên 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 mặt trăng ấy, thì lúc đấy người Mỹ cảm thấy rất là sôi sục, bởi vì cái chiến tranh lạnh nó vẫn đang diễn ra và cái cuộc chạy đua vũ trang giữa Mỹ và Liên Xô vẫn đang diễn ra, và cái điều đó nó đã thôi thúc người Mỹ là tập trung vào cái việc là phát triển khoa học kỹ thuật. Vậy thì muốn tập trung vào phát triển khoa học kỹ thuật thì lúc đấy bắt đầu các cái quỹ về khoa học kỹ thuật bắt đầu ra đời, đó là NFS, những cái quỹ gọi là National Foundation of Science đã ra đời và đã tài trợ cho rất nhiều các nghiên cứu về khoa học công nghệ kỹ thuật cho các tổ chức của Mỹ. Thế thì ngay sau đó thì Mỹ đã phóng đưa người đầu tiên lên mặt trăng, thì chúng ta đều biết. Thế thì đấy là cái câu chuyện nó bắt đầu từ những năm 60, 70. Và cứ như vậy, nước Mỹ đầu tư rất nhiều tiền cho khoa học kỹ thuật, rất nhiều các chất xám đã chảy về nước Mỹ. Và đến những năm khoảng 90 cho đến bây giờ thì người Mỹ nhận ra rằng gì ạ? Cái đối thủ của họ không còn là Liên Xô, không còn là Nga nữa, mà bây giờ là một đối thủ mới, hoàn toàn mới, đó là Trung Quốc. Chính vì vậy mà họ bắt đầu tập trung vào cái việc cùng với đó thì có một cái thực tế là gì ạ? Tại Mỹ, cái tỷ lệ học sinh mà tốt nghiệp mà high school tham gia vào các trường đại học mà học các cái khối ngành về khoa học kỹ thuật nó giảm một cách kinh khủng từ những năm 60 cho đến những năm 90, 2000. Nó giảm đi xuống một cách kinh khủng. Và những người mà học các cái ngành nghề về khoa học kỹ thuật chủ yếu đến từ hai nước mà Mỹ chuẩn bị hoặc là đã coi là đối thủ, đó là Trung Quốc và Ấn Độ. Thế thì sinh viên Trung Quốc và sinh viên Ấn Độ sang Mỹ học về khoa học kỹ thuật rất là nhiều. Chính vì vậy mà người Mỹ đã bắt đầu, đặc biệt là giới làm chính sách đã bắt đầu lo ngại đến việc là thiếu hụt cái nguồn nhân lực liên quan đến khoa học kỹ thuật công nghệ cho nước Mỹ. Và chính vì vậy mà rất nhiều những cái chính sách về phát triển khoa học kỹ thuật công nghệ cho nước Mỹ, làm sao để học sinh mà tốt nghiệp phổ thông xong các em muốn tham gia vào các trường đại học mà có các khối ngành STEM. Các khối ngành STEM ở đây được định nghĩa là gì ạ? Đấy, như vậy cái chữ STEM ban đầu nó ra đời nó chỉ các khối ngành, các ngành nghề, các công việc, các lĩnh vực liên quan đến STEM, chứ nó chưa chưa liên quan gì đến giáo dục STEM cả. Thế thì các ngành nghề lĩnh vực đó bao gồm là gì ạ? Khoa học kỹ thuật công nghệ và toán, thì đấy là chữ viết tắt của STEM. Thế thì nhưng mà trong cái lĩnh vực ngành nghề, định nghĩa về ngành nghề STEM của Mỹ thì nó có khoảng 100 cái ngành nghề về STEM. Đó, nó sử dụng các kiến thức về khoa học kỹ thuật công nghệ và toán. Đó. Tức là ví dụ như giáo viên dạy môn khoa học ở khối trung học phổ thông thì được gọi là ngành nghề STEM, high school thì được gọi là ngành nghề STEM, nhưng mà thấp hơn high school thì lại không phải là ngành nghề STEM, bởi vì lúc đấy cái kiến thức về khoa học kỹ thuật nó chưa đặc trưng lắm. Đó, ví dụ như thế. Thế thì nó có khoảng 100 ngành nghề như vậy. Và cái bài toán là gì? Làm sao để học sinh sau khi tốt nghiệp phổ thông, các em ấy sẽ tham gia vào cái khối ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật và toán ở bậc đại học, ở bậc học cao hơn. Thì đấy là lý do mà tại sao người ta cần phải thúc đẩy giáo dục STEM tại các trường phổ thông. Và đấy là lý do mà chính sách về giáo dục STEM bắt đầu ra đời từ Mỹ từ những năm 90-2000, nó bắt đầu rất là phát triển tại Mỹ. Thế thì cái câu chuyện về chính sách đấy nó bắt nguồn từ cái việc là phát triển nguồn nhân lực. Đó, thế thì
khi mà chuyển xuống bậc học thấp hơn, đó là bậc phổ thông. Phổ thông thì bao gồm là trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học và bây giờ thì cả mẫu giáo nữa. Thế thì cái việc là làm sao để các em thích học các môn học STEM và muốn tham gia vào các ngành nghề STEM, thì đấy là cái câu chuyện về giáo dục STEM của Mỹ. Tuy nhiên chúng ta cũng phải nhìn nhận lại cái bản chất là cái bản thân cái việc dạy khoa học, dạy toán, dạy công nghệ, dạy kỹ thuật ở Mỹ nó đã rất phát triển rồi. Mỗi một tiết học khoa học ở các trường của Mỹ đều có những phần trải nghiệm, đều có những phần thực hành, đều có những phần gắn kết với cuộc sống. Các cái chương trình về giáo dục robot, các chương trình về giáo dục công nghệ, các chương trình về giáo dục kỹ thuật ở các nước phát triển nó cũng đã rất là phát triển rồi. Thế thì bây giờ quay trở lại cái câu chuyện về giáo dục STEM tại Việt Nam. Thế thì cái câu chuyện về giáo dục STEM tại Việt Nam nó bắt đầu từ không phải là từ chính sách nguồn nhân lực. Bởi vì rõ ràng là cho đến bây giờ chúng ta cũng không thấy có một cái báo cáo public nào liên quan đến việc là gì. Ví dụ như trong 10 năm nữa, chúng ta cần bao nhiêu nhân lực STEM và chúng ta cần đào tạo bao nhiêu người và chúng ta cần bao nhiêu học sinh phổ thông tham gia vào các cái lĩnh vực ngành nghề STEM tại Việt Nam. Nó không hề có những cái chính sách mang tính vĩ mô như vậy. Và nó bắt đầu từ những cái công ty như chúng tôi cũng như là một số công ty khác liên quan đến việc là gì. Chúng tôi thấy rằng cái giáo dục phổ thông tại Việt Nam hiện nay nó đang khá là bức xúc trong cái việc là học sinh được trải nghiệm thực, học sinh được học những thứ mà nó gắn kết với cuộc sống. Vì đặc biệt là các bạn mà học khối ngành khoa học xã hội thì các bạn thấy công thức toàn là ghi nhớ, toàn là những cái thứ mà chẳng biết là nó dùng gì trong cuộc sống, đặc biệt là môn toán. Đó. Thế thì cái cảm giác đấy của các bạn là bởi vì các bạn không được học một cách những cái thứ mà nó thú vị. Ví dụ như là toán xác suất thống kê chẳng hạn, nó là một cái thứ rất là có tính ứng dụng rất là cao trong cuộc sống. Thế nhưng mà gần như là trong chương trình toán Việt Nam gần đây thì chúng ta trong chương trình mới thì chúng ta cũng có đưa vào rồi. Nhưng mà để hiểu về nó một cách kỹ càng để dạy được nó thì cũng không phải đơn giản, để gắn kết nó với cuộc sống thì cũng không phải đơn giản. Chúng ta cứ nghe là bao nhiêu phần trăm người bị như này, bao nhiêu phần trăm người bị như kia, nhưng cái con số phần trăm thực ra nó chẳng nói lên được điều gì cả đâu. Ví dụ như thế thì nếu mà học sâu về xác suất thống kê chúng ta sẽ thấy là gì, những cái con số phần trăm đấy thực tế nó là cái gì, ví dụ như vậy. Thế thì đấy là những thứ mà khi mà chúng tôi là bản thân chúng tôi là những người làm về khoa học thì chúng tôi thấy là nó đang rất lạc hậu tại Việt Nam, đặc biệt là giáo dục phổ thông. Thế thì cái câu chuyện chính vì là mình thấy là nó đang rất là lạc hậu như vậy cho nên nó đang rất cần phải có một cái gì đấy thay đổi đi. Và cái thay đổi đấy sẽ phải bắt đầu như thế nào? Cái thay đổi đấy sẽ phải bắt đầu từ các thầy cô, từ chính sách về khoa học công nghệ, chính sách về giáo dục. Đó. Thế thì một số cái thuật ngữ về STEM này tôi nghĩ là các anh chị ở đây cũng đã biết nó rồi, đã biết nó ở buổi trước rồi. Thế thì tôi trình bày lại một chút vắn tắt như này thôi vì thời gian của ta cũng không có nhiều. Thế thì khi mà nói đến STEM thì chúng ta có một số cái thuật ngữ liên quan đến ngành nghề STEM, liên quan đến các môn học STEM, liên quan đến chuyên gia STEM, liên quan đến chuyên gia về giáo dục STEM. Đó, thì những cái thuật ngữ này nó sẽ sử dụng khác nhau chứ không phải là giống nhau đâu ạ. STEM ban đầu thì là chỉ về các ngành nghề STEM, tức là các lĩnh vực có sử dụng các kiến thức STEM, còn các môn học STEM đó. Vậy thì đối với các thầy cô ở trường phổ thông thì hiện nay các thầy cô định nghĩa STEM là gì? Là một môn học hay là một chương trình học hay là một phương pháp dạy học hay là một cái gì đấy khác? Thì đấy là cái rất là cần phải làm rõ tại tại Việt Nam và đặc biệt là cần phải được thống nhất trong cái cách gọi tên cũng như là cái tư tưởng về về giáo dục STEM để chúng ta áp dụng cho nó phù hợp. Ví dụ như là vừa rồi mình có trao đổi thì rõ ràng là đấy là các bạn đang 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 hiểu STEM như vậy nó có thể là một cái trình học nào đó cho nên là rất cần một cái khung chương trình hay là cần một cái hướng dẫn cụ thể nào đấy. Nếu như chúng ta hiểu rằng đó là một một chương trình học thì rõ ràng nó phải có một cái khung chương trình, nó phải có cái đầu ra, nó phải có những cái quy định về phát triển năng lực như thế nào. Đó. Thế thì đó chúng ta thấy là môn học STEM thì hiện nay đối với cái định nghĩa về STEM gốc gác ban đầu ấy, thì STEM là khoa học kỹ thuật công nghệ và toán, tức là nó liên với các ngành nghề STEM thì nó là các môn học mà chúng ta đang dạy khoa học kỹ thuật công nghệ và toán thì đấy là các cái thứ mà chúng ta gọi là các môn học STEM. Còn sau đó nó có thêm những cái giải thích khác nữa thì chúng ta sẽ đi sâu tiếp theo. Đã, rồi. Vậy thì từ đây người ta đưa ra rất nhiều những cái định nghĩa về giáo dục STEM. Ở trong đó, ở đây các anh chị có thể thấy, ví dụ như là STEM mang tính tích hợp.
STEM mang tính liên môn. STEM phải có sự kết hợp của ít nhất là hai môn. Đấy, có rất nhiều những cái định nghĩa về STEM sau này được phát triển lên bởi các nhà nghiên cứu. Ở đây tôi có đưa ra các cái định nghĩa đấy ạ. STEM là tích hợp hoặc là liên môn. Thì đấy là những cái giải thích mang tính chất gọi là đi sâu hơn, đặc biệt là phục vụ cho giáo dục phổ thông. Tuy nhiên mà dù có bất cứ những cái định nghĩa như thế nào thì có hai cái vấn đề rất là quan trọng trong khi mà dạy học STEM mà các thầy cô cũng như là các anh chị phụ học sinh hay là những nhà làm chuyên môn hay là kinh doanh hay là bất cứ một cái gì thì chúng ta đều phải chú ý. Đó là gì? Trong khi dạy học STEM thì có hai cái quy trình rất là quan trọng cần phải được áp dụng. Đó là quy trình về thiết kế kỹ thuật. Tức là trong STEM thì chúng ta gắn nhiều với hoạt động liên quan đến engineering và technology. Vậy thì engineering thì nó phải qua một cái quy trình kỹ thuật. Quy trình kỹ thuật đó được gọi là tức là nó là cái quy trình mà được áp dụng, được các kỹ sư sử dụng hàng ngày trong cái việc, trong công việc của mình. Và học sinh cũng sẽ học cái quy trình đấy, tư duy đấy. Trong cái tư duy thì có cái design thinking. Design thinking thì hiện nay được áp dụng trong cuộc sống rất là nhiều. Và cái design thinking đấy, gốc gác của nó chính là cái quy trình engineering process. Engineering process thì sẽ bao gồm có các cái bước như là ở trong cái hình đây các anh chị nhìn thấy. Tuy nhiên là đi sâu hơn về mặt kỹ thuật thì nó sẽ liên quan đến việc là gì ạ? Làm sao để học sinh xây dựng được cho học sinh cái tư duy thiết kế và cái quy trình kỹ thuật. Ví dụ như là thông thường khi bây giờ chúng ta yêu cầu học sinh, đặc biệt là các anh chị mà có cái kinh nghiệm dạy học thì sẽ thấy, nếu như chúng ta giao cho học sinh hay thậm chí cả người lớn của chúng ta làm một cái việc gì đấy thì hầu như là chúng ta sẽ bắt tay vào làm ngay lập tức, mà thường là sẽ thiếu rất nhiều các cái bước liên quan đến thiết kế, liên quan đến tối ưu hóa. Thường là làm xong rồi chúng ta thấy là nó không được thì bắt đầu chúng ta làm lại. Thì đấy là cái tư duy nó rất là lãng phí, đặc biệt là trong sản xuất công nghiệp. Đó. Vì là như vậy cho nên là đấy, tôi thấy những cái phần này thì chắc là tôi sẽ đi lướt lướt thôi. Ngoài ra thì chúng ta có một cái quy trình nữa, đó là quy trình khoa học. Đó là chính là cái quy trình khoa học. Quy trình khoa học tức là gì? Học sinh học môn khoa học, không phải như bây giờ chúng ta đang dạy. Mà sinh học khoa học như chương trình của Việt Nam hiện nay, nếu mà các anh chị thấy là gì? Gần như là chúng ta toán học hóa các môn khoa học. Tức là học khoa học nhưng mà quay đi quay lại là gì? Tính cái này, tính cái kia. Mà rất là ít khi mà giải thích cái này, giải thích cái kia. Mà chủ yếu chúng ta tập trung vào việc là tính cái này, tính cái kia. Thế thì từ tính cái này, tính cái kia thì nó thiên về cái hướng là gì ạ? Toán học hóa các môn khoa học. Chính vì là bị toán học hóa các môn khoa học, thành ra là học sinh cảm thấy học khoa học nó rất là nặng nề. Còn nếu như mà dạy khoa học theo như là cái quy trình nghiên cứu, tức là giống như là chúng tôi, những người làm như chúng tôi đang làm khoa học ấy, thì nó phải theo một cái quy trình nghiên cứu rất là chặt chẽ. Và những cái quy trình này nó sẽ giúp cho học sinh tự tìm hiểu, tự tìm tòi khám phá. Và trong này nó có rất nhiều những cái quy trình. Đấy, ví dụ như vậy đó. Thế thì những cái quy trình này nó sẽ giúp cho học sinh tự tìm tòi khám phá và thấy rằng khoa học nó hấp dẫn, nó thú vị, nó có thể ứng dụng được rất là nhiều. Đó, thế thì đối với giáo dục STEM thì hai cái quy trình đấy nó rất là quan trọng. Thế còn nếu mà khi mà nói đến đặc điểm của giáo dục STEM thì chúng ta nói là gì ạ? Thì nó có mấy cái đặc điểm rất là quan trọng như thế này ạ. Một là gì? Nó phải là vấn đề thực tiễn. Tức là cái mà chúng ta dạy cho học sinh phải là những thứ mà nó có tính thực tiễn. Bởi vì tất cả những gì mà chúng ta dạy trong sách giáo khoa ấy, thì thực tế là nó là đã được phát triển, đã được tìm hiểu từ hàng nghìn năm nay rồi, hàng trăm năm, hàng nghìn năm rồi. Thế thì những thứ đấy nó vẫn diễn ra trong cuộc sống hàng ngày. Chỉ có điều là gì? Giáo viên chúng ta phải là người mà kết nối cái vấn đề đấy với thực tiễn. Chứ không phải là việc là chỉ quay đi quay lại để giải bài tập. Thì cái đấy nó khiến cho học sinh cảm thấy rất là khô khan. Cái đặc trưng thứ hai của giáo dục STEM khi nói đến đó là thường là nó có tính tích hợp. Nó có tính tích hợp hay là có tính liên môn. Nó thường xảy ra trong một cái bối cảnh văn hóa xã hội cụ thể. Ví dụ như là chúng ta dạy học ở Việt Nam thì các cái bối cảnh trong các cái vấn đề của cuộc sống thì thường nó phải gắn kết với Việt Nam, chứ nó không thể gắn kết với nước Mỹ được. Và phải xây dựng cho học sinh cái tư duy về khoa học, cũng như là tư duy khoa học và tư duy toán học. Ví dụ như vậy. Thế thì gần đây chúng ta thấy là gì ạ?
cái dịch bệnh nó đang lên, nó đang gọi là COVID-19, nó đang là vấn đề mà toàn cầu đang quan tâm. Thế thì một cái vấn đề mà người ta đang đang cảm thấy rất là lo ngại đó là các cái thông tin sai lệch, các cái thông tin phản khoa học, các thông tin giả khoa học. Ví dụ như là về vaccine, ví dụ như là về sự nguy hiểm của dịch bệnh. Thì có rất nhiều người chống đối nó, có rất nhiều người đưa ra những cái luận điểm nó không có tính khoa học, không có tính thuyết phục, mà nó lại rất là dễ thu hút truyền thông. Chính vì vậy mà trong cái dịch bệnh, đợt dịch bệnh này, thì cái tư duy về khoa học lại đặc biệt cần có, và nó lại nảy sinh ra một cái vấn đề là gì? Cái cách dạy khoa học hiện nay từ trước đến nay, không chỉ tại Việt Nam mà rất nhiều nước, đã khiến cho con người không có được cái tư duy về khoa học, không có được cái tư duy về khoa học đó. Thôi, những cái ví dụ này thì nó hơi chuyên sâu dành cho các thầy cô thôi, thì tôi sẽ không 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 đi quá sâu vào cái ví dụ này. Thế thì khi mà dạy STEM cho học sinh ấy, thì điều đặc biệt là dạy STEM để làm gì, để làm gì, đấy là cái quan trọng mà chúng ta sẽ phải đặt ra. Thì dạy STEM thì cái quan trọng đó là xây dựng cho học sinh các cái tư duy về sáng tạo, tư duy về khoa học, tư duy phản biện, tư duy về toán học và tư duy thiết kế, đặc biệt là tư duy về điện toán. Thì đấy là những cái tư duy mà trong giáo dục STEM người ta sẽ quan tâm. Trong đấy thì tôi có bôi đỏ cái phần đó là tư duy về điện toán. Tại sao trong cái chương trình giáo dục STEM thì robot là một cái phần rất là quan trọng, hay lập trình là một phần rất là quan trọng? Bởi vì chúng ta thấy trong cái thế kỷ 21 này thì cái việc chuyển đổi từ từ con người sang robot là cái hay gọi là chuyển đổi số là một trong những cái vấn đề rất là nóng bỏng. Hiện nay thì những cái camera thông minh, những cái con robot thông minh nó gần như là đang rất là phổ biến. Ví dụ trên hình ở đây chúng ta thấy, bản thân chỉ cần nhìn camera là một số những cái thuật toán người ta có thể biết được là người đó có nhiễm bệnh hay không. Tất nhiên đây 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 là những thứ mà vẫn còn đang được nghiên cứu thôi, nó cũng chưa chưa ứng dụng được thực tế. Hay là cái việc mà gì ạ? Từ cái việc mà gì ạ? Đo cái nhiệt kế như thế này, chúng ta sẽ thấy từ cái việc sử dụng cái nhiệt kế như thế này sang cái việc là đo những cái nhiệt nhiệt độ bằng camera. Đây các anh chị thấy các cái con số ở đây đều đều là thể hiện cái nhiệt độ của người. Chẳng hạn đây, đây cái người cái phần đỏ đỏ này có một người đang bị nhiệt độ cao hơn bình thường chẳng hạn. Đấy. Thì rõ ràng là cái sự chuyển đổi nó đang rất là tích cực và nó đang đang rất là khác so với ngày xưa. Hay là những con robot nó càng ngày nó càng thông minh hơn, nó có thể làm được rất nhiều việc. Tôi có thể cho anh chị thấy. Con robot này nó không làm việc được. Thế thì những cái con robot nó đang rất là thông minh và nó sẽ có khả năng thay thế con người trong thời gian tới rất là nhanh thôi, không không xa nữa đâu. Vậy thì bây giờ quay trở lại. Vậy thì đối với Việt Nam thì chúng ta nên định nghĩa giáo dục STEM là cái gì? Đặc biệt là đối với các thầy cô giáo ở ở bậc phổ thông cũng như là các bậc cha mẹ phụ huynh học sinh, chúng ta định nghĩa STEM nó là cái gì? Chúng ta phải bắt đầu từ từ cái background của Việt Nam, vì là cái việc dạy học khoa học của Việt Nam cũng như toán học của Việt Nam như tôi nói ban đầu nó đang rất là lạc hậu. Thế thì chính vì vậy mà chúng ta có thể căn cứ vào cái định nghĩa ban đầu của giáo dục STEM, đó là tập trung vào nâng cao cái năng lực dạy và học các môn học liên quan đến khoa học, kỹ thuật, công nghệ và toán. Vậy thì nếu như bây giờ ở trong trường phổ thông các thầy cô dạy môn khoa học, lý hóa sinh theo cái cách mà nó hay hơn, nó thực tế hơn, nó có tính ứng dụng nhiều hơn, nó có trải nghiệm nhiều hơn, thì ở Việt Nam chúng ta có thể gọi đó là những hoạt động STEM được rồi. Đó. Chúng ta có thể thống nhất là như vậy, bởi vì rõ ràng là chúng ta đang dạy học sinh từ những thứ nó rất là cổ xưa. So với cả nước ngoài thì nó cách chúng ta khoảng độ gần 100 năm, bởi vì nếu mà tìm hiểu về lịch sử giáo dục khoa học thì chúng ta sẽ thấy thì cái cách mà như chúng ta đang dạy cho học sinh bây giờ ở nước ngoài này nó cách chúng ta khoảng độ cỡ độ xích xoát 100 năm. Vậy thì bây giờ chúng ta phải hiện đại hóa cái môn học STEM đấy, là các môn học khoa học rồi là toán học, gắn nó với thực tiễn nhiều hơn, hay là các môn về công nghệ, thay vì là học những cái ngôn ngữ lập trình mà người ta đã không còn dùng nữa. Tất nhiên là vẫn có thể dạy được một cái gì đấy, nhưng mà có thể dạy các em những cái thứ mà nó có tính ứng dụng cao hơn, nó có thể tạo ra những cái thú vị nhiều hơn. Đấy là lý do mà tại sao MIT người ta nghĩ ra một cái gọi là chương trình lập trình Scratch, giúp cho học sinh cảm thấy thú vị hơn với học học lập trình. Hay là những cái ngôn ngữ lập trình hiện đại như Python, để làm sao đấy học sinh cảm thấy là gì, học cái đấy nó ứng dụng được trong cuộc sống ngay lập tức
và nó thú vị hơn so với học Pascal hay là những cái ngôn ngữ nó khó hơn cho học sinh. Đó, ví dụ như vậy. Thế thì chỉ cần là gì ạ? Chúng ta thay đổi cách dạy và học các môn liên quan đến khoa học kỹ thuật công nghệ và toán tại Việt Nam thì như vậy đã được gọi là triển khai được bước đầu giáo dục STEM, đặc biệt là trong các trường công, khi mà cái điều kiện cơ sở vật chất, điều kiện về giáo viên, điều kiện về con người nó đang 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 còn rất là nó còn rất là tốn. Thế thì đấy là bước đầu tiên để chúng ta có thể thực hiện giáo dục STEM tại Việt Nam. Đừng nghĩ nó quá khó mà hãy nghĩ là đơn giản hóa đối với các thầy cô, đặc biệt là các thầy cô ở các trường công thì đó là như vậy. Tuy nhiên đối với trường tư thì đòi hỏi của phụ huynh nó sẽ cao hơn. Background của giáo viên hay là cơ sở vật chất có một chút nào đấy nó tốt hơn so với cả trường công thì rõ ràng là yêu cầu nó sẽ phải cao hơn. Thế thì yêu cầu cao hơn thì chúng ta sẽ bước đến một cái bước cao hơn của giáo dục STEM, đó là gì? Tích hợp. Có tính tích hợp. Thế thì nhưng mà đối với bậc phổ thông ấy, thì tích hợp đến đâu thì chúng ta cũng không thể giải quyết hết được các kiến thức. Ví dụ như là ở trong khung chương trình giáo dục phổ thông môn 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 khoa học ở cấp trung học cơ sở, hay là môn lý hóa sinh ở cấp trung học phổ thông, hay là môn khoa học ở cấp tiểu học, thì cái khung chương trình nó rất là dài và chúng ta không thể tích hợp tất cả cái khung chương trình đó thành một cái chương trình mới được, mà chúng ta có thể chỉ chọn ra được thôi. Ví dụ như đối với các trường trường tư mà tích cực thì một năm chúng ta có thể có khoảng mỗi học kỳ chúng ta có khoảng 2 đến 4 dự án STEM có tính tích hợp. Và nhớ là gì ạ? Học sinh phải học được cái gì ở trong đấy chứ không phải là hiện nay tôi nói thật là các trường tư chỉ mang tính là trình bày STEM là chính chứ còn học STEM thực ra không nhiều. Trình bày STEM là gì ạ? Học làm một cái chủ đề để phục vụ cho ngày hội STEM, để phục vụ cho một cái trình diễn nào đấy. Chứ còn khi mà hỏi sâu về học sinh về các kiến thức, kỹ năng mà học sinh học được ở trong cái chủ đề STEM thì gần như là rất là ít. Cái này thì đó là trải nghiệm thực tế mà tôi đã phỏng vấn rất nhiều học sinh. Thì chủ yếu mang tính trình diễn là chính. Thì làm được điều này thì đội ngũ giáo viên phải được tập huấn, phải được đào tạo rất là kỹ, đặc biệt là các thầy cô hiện nay đang thiếu các kiến thức liên môn. Ví dụ như là các cái lĩnh vực mới, ví dụ như về công nghệ nano chẳng hạn, môn học mà tôi đang dạy, thì bây giờ các thầy cô nhìn thấy là gì ạ? Lọc nước nano này, diệt khuẩn nano này, mỹ phẩm nano này, thực phẩm chức năng nano này, ôi vô số thứ được gọi là nano. Thế thì cái đấy có dạy được cho học sinh không? Bởi vì nó gắn với cuộc sống và nó đang diễn ra trong cuộc sống. Các em sử dụng nó hàng ngày, các em cảm nhận nó hàng ngày. Vậy thì các em có cần phải học nó không? Và nó có phù hợp với cái chương trình giáo dục phổ thông tại Việt Nam không? Tôi trả lời là có. Nhưng mà các thầy cô chưa được trang bị những cái kiến thức như vậy. Hay là những cái ngôn ngữ lập trình mới các thầy cô chưa được học. Đó. Thế thì đấy là những thứ mà các thầy cô cần phải cập nhật thêm, cập nhật thêm để cho cái kiến thức của mình nó được nhiều hơn nữa, nó dài rộng hơn nữa và nó đủ sâu để có thể dạy được cho học sinh. Đó. Như vậy thì đối với các trường tư thì nó sẽ không có một cái gọi là cái khung chương trình giáo dục STEM nào hết đâu, mà nó sẽ là gì ạ? Tùy thuộc vào từng trường mà chúng ta sẽ xây dựng một cái tiêu chuẩn, ví dụ như là một năm có bao nhiêu chủ đề tích hợp, yêu cầu đầu ra là cái gì cụ thể, ví dụ như là về tư duy khoa học, về tư duy tính toán, về tư duy điện toán, computational thinking ấy, về design thinking, về tư duy thiết kế kỹ thuật, thì chúng ta sẽ phát triển được cho học sinh những cái gì, và từ đó chúng ta sẽ gắn với cái chương trình giáo dục hiện có của chúng ta. Thì chúng ta cũng không thể bỏ cái chương trình giáo dục hiện nay được đâu, nước nào cũng có một cái khung chương trình giáo dục riêng của nước đó, và rõ ràng là gì ấy? Nó phải từ cái khung chương trình đó chúng ta mở rộng và phát triển ra thành một cái khung chương trình giáo dục STEM riêng của nhà trường. Thì cái đấy do mỗi nhà trường tự xác định và tự xây dựng. Còn hiện nay giáo dục STEM tại Việt Nam thì nó cũng đang đạt được rất nhiều những cái bước tiến bộ. Từ cái việc là những năm 2012 chúng ta mới có một cái hội thảo đầu tiên về giáo dục STEM với những cái đối tác là các công ty tư nhân, thì đến năm 2015 thì chúng ta đã có bắt đầu giáo dục STEM nó bắt đầu được triển khai bởi các công ty tư nhân rất là nhiều tại các trường phổ thông, và chủ yếu nó vẫn đang nằm ở cái lĩnh vực là dạy về lập trình và robot, bởi vì những thứ đấy là những thứ mà trong chương trình giáo dục phổ thông chúng ta trước đây là không có, bây giờ là có rồi ạ, trong chương trình mới là có rồi, trước đây là không có. Và cũng năm 2015 thì chúng tôi có tổ chức cái ngày hội STEM quốc gia, và đấy là cái ngày hội mà mang tính gọi là gì ạ, phổ biến về giáo dục STEM rất là nhiều. Đó. Và có một điều rất là mừng là năm 2019 chương trình giáo dục phổ thông tổng thể 2018 đã được ra đời.
và trong đó có đề cập đến các hoạt động giáo dục STEM và có đưa ra các cái quy định là phải có các cái hoạt động giáo dục STEM trong các môn học, ví dụ môn toán, môn khoa học, môn tin học, môn công nghệ. Đó là những cái môn mà sẽ có giáo dục STEM ở trong đó. Như vậy chúng ta hiểu rằng là giáo dục STEM không phải là một cái chương trình giáo dục, nó không phải là một chương trình giáo dục mà nó có ở trong các môn học, có trong môn... Như vậy nó là một cái gì đấy mang tính là tư tưởng dạy học, hay là một cái cách thức hình thức dạy học để học sinh cảm thấy thú vị hơn. Đơn giản nó được hiểu đơn giản là như vậy thôi, nó gắn kết với cuộc sống nhiều hơn đó. Thế thì trước 2018 thì các hoạt động giáo dục STEM chủ yếu là các hoạt động giáo dục mang tính cộng đồng, và chính tôi là người mà đã đi đến rất nhiều địa phương, đi đến rất nhiều nơi để tích cực tuyên truyền phổ biến về hoạt động giáo dục STEM tại Việt Nam. Và khi mà chương trình giáo dục phổ thông tổng thể 2018 thì có quy định giáo dục STEM là mô hình giáo dục dựa trên cách tiếp cận liên môn đó. Thế thì trong mỗi một hình thức hoạt động của các môn học thì các thầy cô có thể chọn ra các cái chủ đề mà có thể tích hợp được. Những cái này thì nó hơi sâu, nó dành cho các thầy cô thôi, chắc là tôi nghĩ là cũng không có nhiều thời gian để đề cập đến những phần này, thì tôi chắc là tôi xin phép được không không đề cập đến những cái này nữa. Và như vậy là gì ạ? Đây ạ. Thế thì trong những cái hoạt động giáo dục STEM cộng đồng ở đây thì tôi Chỉ ít giới phút thiệu nữa với các thôi, bạn. tại huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định sẽ diễn ra ngày hội STEM, tức là ngày hội giáo dục theo phương thức tích hợp giữa khoa học, công nghệ, kỹ thuật với toán học. Trong ngày hội này thì lần đầu tiên sẽ tổ chức một cuộc thi lập trình robot dành riêng cho các em học sinh tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Nam Định. Và hiện tại thì phóng viên Nguyễn Ngân đang có mặt tại sự kiện này. Thưa chị Ngân ạ, các em học sinh cấp 1, cấp 2 mà lại thi lập trình robot thì cụ thể là thi như thế nào chị? Ngoài kia là cánh đồng lúa chín, còn trong này thì rất nhiều các em học sinh tại các trường tiểu học và trung học cơ sở đã có mặt ở đây để chuẩn bị cho phần thi của mình. Và học sinh sẽ lập trình robot trên máy tính như quý vị khán giả đang nhìn thấy, và các con robot này sẽ chạy theo ý định của người lập trình trên những sa bàn, những đường đi rích rắc nhất như quý vị khán giả đây ạ. Những cái con đường đi của robot. Và sa bàn này thì lấy ý tưởng của một bài thơ Sâu chì vỏ ốc của Trạng Nguyên nhỏ tuổi Nguyễn Hiền, với mong muốn là khơi dậy tinh thần sáng tạo và học hỏi, vượt khó vươn lên nghiên cứu khoa học của các em học sinh ở vùng quê Việt Nam. Những con robot mà sẽ giành chiến thắng sẽ là những con mà đi nhanh nhất và đi đúng hướng nhất. Và quý vị khán giả biết không, mỗi một con robot này thì chỉ có giá là 1.600.000 đồng thôi, để có thể phù hợp với các em học sinh ở những vùng quê như ở tỉnh Nam Định ạ. Và trong năm học vừa rồi có một thông tin rất là thú vị tại đây, đó là rất là nhiều những câu lạc bộ đã được thành lập tại các trường tiểu học và trung học cơ sở, và ở đây thì các em sẽ được các thầy cô cũng như là các kỹ sư hướng dẫn cách lập trình và sử dụng những con robot này ạ. Và hiện thì đã có 55 câu lạc bộ đã được hình thành, và trước khi đến cuộc thi ngày hôm nay là vòng thi chung kết, thì các em đã trải qua những vòng thi sơ khảo ở cấp trường hoặc là cấp cụm trường ạ. Và mục tiêu lớn nhất của cuộc thi là giúp cho các em học sinh ở những vùng quê có thể tiếp cận được với khoa học công nghệ. Và không chỉ là trong không gian của cuộc thi này thì ở sân trường thì còn đang có rất là nhiều những gian hàng trưng bày những sản phẩm sáng tạo của chính các em học sinh ở đây ạ. Đó là những mô hình mà có thể phục vụ cho học tập, hoặc là những mô hình làm những cái sản phẩm từ những sản phẩm bỏ đi, sáng chế, tái chế lại, hoặc thậm chí đó có thể là những cái mô hình mà phục vụ thiết thực, tích hợp được cả khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, giúp cho các em có thể gắn lý thuyết với những cái kiến thức thực tế cuộc sống. Và đây chính là mô hình giáo dục mà rất là nhiều trường của tỉnh Nam Định đang muốn áp dụng để có thể khơi dậy cái tinh thần sáng tạo trong các em học sinh của mình ạ. Và ngày hội ngày hôm nay như cuộc thi mà do các em học sinh trực tiếp tham gia thì sẽ diễn ra trong cả ngày hôm nay. Và robot giành chiến thắng sẽ có được một phần thưởng mà rất là ý nghĩa. Và sau đây thì các em học sinh sẽ bước vào những ngày hè bổ ích của mình. Thế thì có một cái câu hỏi là gì ạ? Tại sao lại cứ phải làm hoạt động robot trong trong các hoạt động giáo dục STEM? Như tôi nói thì robot nó cũng chỉ là một phần của giáo dục STEM thôi, nó cũng có cùng với đó để xây dựng cái gọi là tư duy về gọi là tư duy điện toán, computational thinking cho học sinh. Thế thì hoạt động robot nó được đẩy mạnh bởi vì nó có mấy vấn đề như này. Thứ nhất là nó là vấn đề mà thực tiễn cuộc sống hiện nay đang đang rất cần giải quyết, đó là liên quan đến trí tuệ nhân tạo, liên quan đến lập trình, liên quan đến tư duy máy tính. Cái thứ hai nữa là gì? Nó là môn học mà ở Việt Nam hiện nay đang chưa có. Cái thứ ba nữa là nó thu hút, đặc biệt là truyền thông cũng như là phụ huynh có thể dễ dàng nhìn thấy được con em mình được học cái gì mà nó khá là hấp dẫn,
thú vị. Chứ còn thực ra trong giáo dục STEM nó phần khoa học, phần kỹ thuật nó cũng rất là nặng, chứ không chỉ có mỗi robot đâu. Sở dĩ là chúng tôi sử dụng robot để mang tính truyền thông mạnh hơn, bởi vì là nó là thứ gì đấy mới mẻ và người ta có thể là thích cái cách tiếp cận đấy hơn là nói về khoa học. Vì nó về khoa học thì chúng ta đã dạy nó từ hàng mấy chục năm nay, hàng trăm năm nay rồi, chứ không chỉ có mỗi là STEM nó chỉ có mỗi robot đâu. Đấy, để các thầy cô và các anh chị có thể hình dung ra được. Các cái tiêu chí về bài học giáo dục STEM, cái này nó hơi có tính chuyên sâu một chút, cho nên là tôi nghĩ là nó không phù hợp trong cái buổi ngày hôm nay, cho nên là tôi xin phép sẽ bỏ qua cái phần này. Nó có liên quan đến một trong những cái lưu ý, tôi chỉ lưu ý với anh chị là gì ạ? Đừng có nhìn thấy học sinh làm ra một cái sản phẩm thì cho rằng đấy là giáo dục STEM. Đấy là một cái điều hết sức quan trọng, đặc biệt là đối với những người làm chuyên môn như chúng tôi. Bởi vì là gì ạ? Cái sản phẩm mà học sinh làm được nó chỉ là một cái sản phẩm cuối cùng, và nó là sản phẩm của cả một cái quá trình dạy học. Vậy thì cái quá trình nó mới là cái quan trọng, chứ còn cái kết quả không phải là cái quan trọng. Cái kết quả có thể học sinh làm được, có kết quả học sinh không làm được. Nhưng mà những gì mà học sinh học được trong cái chủ đề đấy nó mới là cái quan trọng. Thế thì hiện nay, đặc biệt là các trường, thì tôi thấy có một cái thực tế là gì ạ? Chúng ta sâu ra được cái kết quả thì rất nhiều, nhưng mà bản chất ở trong đó học sinh học được gì, đấy là một câu hỏi lớn. Đấy là câu hỏi lớn, đặc biệt là đội ngũ chuyên môn khi mà chúng tôi đi phỏng vấn học sinh thì chúng tôi sẽ biết ngay học sinh học được cái gì ở trong đó. Thế thì đấy là một chút liên quan đến giáo dục STEM tại Việt Nam, cũng như là cái lịch sử hình thành của nó. Thế thì bây giờ tôi dành một phút dành cho quảng cáo liên quan đến, vì tôi cũng sắp hết giờ rồi, còn khoảng độ 5 phút nữa thì tôi muốn giới thiệu với anh chị cái việc mà tôi đã làm S3 như thế nào và chúng tôi hiện nay đang có những cái hoạt động gì. Thế thì Học viện Sáng tạo S3 thì thành lập năm 2014, và ngay khi mà tôi quay trở lại Việt Nam sau một cái thời gian rất là dài khoảng 10 năm ở học tập cũng như là làm việc tại các nước phát triển, thì khi mà thời gian mà tôi học ở Đức hoặc ở Anh hoặc ở Đức, thì bản thân tôi là người làm trong các trường đại học, nhưng mà tôi phải phục vụ cộng đồng rất là nhiều. Tức là gì ạ? Làm các chương trình cho trẻ em. Trước đây thì chúng ta thấy là gì, đặc biệt là cái thế hệ 9x hay là 8x trở về trước, chúng ta thấy là gì, khi mà chúng ta học phổ thông ấy, thì chúng ta thấy là gì, bước chân vào cổng trường đại học làm cái gì đấy nó rất là xa vời, nó rất là xa vời. Nhưng mà tình hình bây giờ đã thay đổi rất là nhiều. Bản thân tôi là người làm ở trường đại học thì tôi thấy là gì? Rõ ràng là gì? Bây giờ nhiều trường đại học không tuyển sinh được. Đặc biệt là những trường mà liên quan đến ngành nó khó khó một tí là không tuyển sinh được. Như vậy rõ ràng là cái câu chuyện tiếp cận khách hàng, tức là tiếp cận người học của đây ấy, bây giờ chúng ta sẽ phải làm từ nhỏ, tức là cho các em học sinh từ cấp 1, cấp 2 biết là trường đại học có những cái gì. Để khi mà các em lên cấp 3, các em có ý định vào các trường đại học này, thì những cái việc đấy khi ở nước ngoài tôi đã phải làm rất là nhiều. Nhưng Việt Nam thì bây giờ nó mới bắt đầu nhen nhóm lên một vài nhóm, và chúng tôi là những người mà cũng tham gia hỗ trợ các trường để các trường đại học có những cái chương trình dành cho cộng đồng, dành cho công chúng, dành cho học sinh, dành cho giáo viên. Đó. Thì cái mục tiêu mà xây dựng cái hệ sinh thái STEM của tôi về cái ý nghĩa là gì ạ? Sẽ có tất cả các bên tham gia vào việc phát triển cái giáo dục STEM, chứ không chỉ là trường học, cũng không chỉ là trường đại học. Ví dụ như là các công ty về công nghệ hiện nay chẳng hạn, các bạn đều biết là gì ạ? Microsoft họ dành một khoản kinh phí rất là lớn tài trợ cho các hoạt động giáo dục cộng đồng. Ví dụ như là cái trang web coach.org là một cái trang web mà dành cho tất cả mọi người trên thế giới đều có thể học lập trình được, từ mẫu giáo cho đến giáo viên đều có thể học được. Thế thì tại Việt Nam hiện nay thì một số công ty họ cũng bắt đầu quan tâm đến việc này, liên quan đến việc là gì ạ? Tài trợ cho các chương trình về giáo dục STEM. Tôi nói ví dụ như là Học viện Sáng tạo S3, tôi đang triển khai một cái chương trình rất là lớn của Vingroup tài trợ cho các trường trung học phổ thông liên quan đến tổ chức các câu lạc bộ STEM trong nhà trường. Đó. Viettel trước đây cũng tài trợ rất nhiều cho các hoạt động giáo dục STEM. Đấy là những cái công ty lớn tại Việt Nam họ cũng bắt đầu ý thức được. Tuy nhiên còn rất nhiều các công ty nữa nhưng mà cũng chưa tiếp cận được với cộng đồng, liên quan đến việc là nó không chỉ là trách nhiệm cộng đồng mà nó còn là việc là gì? Truyền bá cái niềm đam mê đối với các lĩnh vực khoa học kỹ thuật công nghệ và toán cho học sinh, cho phụ huynh, cho giáo viên. Đây là cái quan trọng. Và cái hệ sinh thái giáo dục STEM nó muốn phát triển được thì nó phải có được những cái sự hỗ trợ tham gia đó. Thế thì đó. Thế thì chúng tôi có những thứ này ạ. Chúng tôi có những cái hoạt động dành cho giáo viên. Có những hoạt động dành cho giáo viên. Chúng tôi có những hoạt động dành cho nhà trường, cho xã hội,
đó là các hội thảo, các ngày hội, các chương trình học. Chúng tôi có các chương trình chạy hè, ví dụ như là đợt vừa rồi chúng tôi có cái chạy hè online liên quan đến việc là đó, học online. Đó là những cái chủ đề mà chúng tôi dạy cho học sinh, ví dụ như vậy. Thế thì chúng ta kỳ vọng gì ở những hoạt động giáo dục STEM tại Việt Nam? Trong mấy tháng trước thì chúng tôi có tổ chức một cái gọi là hội thảo, ngày hội giáo dục STEM hàng năm. Nhưng mà năm vừa rồi chúng ta sẽ phải tổ chức online. Và online nó vừa là thách thức, nó vừa là gọi là cơ hội cho tất cả chúng ta liên quan đến việc là dạy học STEM. Đó. Thế thì hiện nay chúng tôi có câu lạc bộ, chúng tôi có tất cả những cái hoạt động mà có thể hỗ trợ được cho giáo viên, cho cộng đồng, cũng như là cho tất cả những ai quan tâm đến giáo dục STEM có thể cùng tìm hiểu. Thế thì các cái thông tin chi tiết thì các anh chị có thể liên lạc với tôi theo những cái thông tin như trên video, thì tôi sẽ có thể trao đổi kỹ hơn với các anh chị. Thế thì đấy là một chút liên quan đến những gì mà chúng tôi đã triển khai trong khoảng thời gian vừa rồi. Chắc là tôi nghĩ là tôi cũng hết giờ rồi, tôi không muốn lạm dụng thời gian của ban tổ chức nữa. Thì bây giờ các anh chị mà có cái câu hỏi trao đổi nào thì chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi. Tôi xin kết thúc cái phần trình bày của tôi ở đây. Tất nhiên là vì cái khoảng thời gian nó cũng rất là ngắn, tôi chỉ trình bày tóm tắt những gì mà chúng tôi đã triển khai trong một thời gian rất dài vừa qua thôi. Và có thể nó cũng chưa đáp ứng hết được những cái mong mỏi của các anh chị đâu, bởi vì là sẽ có những cái buổi nói chuyện mà dành cho những đối tượng đặc biệt, ví dụ như phụ huynh học sinh thì có những cái buổi nói chuyện riêng, giáo viên thì sẽ có những buổi nói chuyện riêng, chứ không chỉ nói chung chung như thế này thì nó không đủ hết được các thành phần. Vâng ạ, cảm ơn các anh chị. Vâng ạ, em rất là cảm ơn anh Sơn ạ. Không biết là mọi người như thế nào, nhưng mà em thấy một là trên nhóm lớp thì mọi người rất là háo hức và chia sẻ dần dần về những cái mà anh đã vừa chia sẻ, như là một sự khai sáng vậy ạ. Một số những cái ý niệm từ trước đến giờ của mọi người có thể là nó đã được thay đổi sau cái phần trình bày của anh ạ. Và cá nhân em thì em thích nhất là cái phần mà anh có nói là đừng nhìn một cái sản phẩm của học sinh mà nghĩ rằng đó là cái quá trình giáo dục STEM mà các con đã tiếp nhận được. Thì em cũng rất là đồng suy nghĩ về anh về việc là cái quá trình thì bao giờ nó cũng quan trọng hơn là cái kết quả. Và để biết được là cái quá trình của một đơn vị sẽ hợp tác cũng như là đưa các cái chương trình giảng dạy vào trong các nhà trường như thế nào, thì sau đây thì em xin được giới thiệu về đơn vị KDI. KDI thì là một trong những đơn vị có thế mạnh về đào tạo STEM tại trung tâm cũng như là khối trường học, và họ có hai thế mạnh chính là không gian sáng chế Innovation Space, là môi trường sáng tạo theo chuẩn Stanford đầu tiên dành cho học sinh ở Việt Nam và giúp các em rèn luyện kỹ năng thông qua các môn học về công nghệ và kỹ thuật, và trại hè sáng tạo đổi mới Innovation Camp giúp học sinh rèn luyện tư duy sáng tạo và các năng lực phẩm chất cốt lõi của học sinh thế kỷ 21 ứng dụng các công nghệ tương lai. Thì trong đó chi nhánh Hà Nội của KDI cũng đã đạt được những cái thành tựu rất quan trọng và có được chỗ đứng trong lòng của các phụ huynh cũng như là các đối tác hợp tác. Thì em xin được giới thiệu chị Nguyễn Quỳnh Ngọc là giám đốc của chi nhánh Hà Nội KDI sẽ chia sẻ thêm về thực tiễn triển khai STEM trong các khối trường học công lập và dân lập. Một lần nữa xin cảm ơn anh Sơn và xin kính mời Quỳnh Ngọc sẽ chia sẻ với cả mọi người ạ. Xin cảm ơn ABG đã dành cho Ngọc một cái cơ hội được ngồi tại đây nói chuyện với các bạn về giáo dục STEM. Thì hôm nay, lúc trước thì anh Sơn đã nói rất là nhiều về chuyên môn rồi, về chính sách này, đi rất là sâu cho các bạn về những cái ý niệm cơ bản nhất cho đến những cái mà thực trạng về giáo dục STEM của Việt Nam tính đến thời điểm này. Tuy nhiên thì khi mà được mời tới đây thì Ngọc cũng muốn chia sẻ một cái khía cạnh khác, đấy là một cái khía cạnh về cách triển khai STEM trong thực tế như thế nào, và cái cơ hội dành cho những doanh nghiệp, những cơ quan mà không thuộc về trong bộ, trong sở giáo dục mà được thực hiện những cái chương trình giáo dục STEM trong trường học như thế nào. Thì Ngọc có nhận được 3 câu hỏi từ phía ban tổ chức, đấy là câu hỏi đầu tiên là cơ duyên làm thế nào mà Ngọc đến với KDI Education này, rồi những khó khăn, những cơ hội mà trong quá trình phát triển của KDI Education đã được gặp là như thế nào, và cái cuối cùng là cái cơ hội phát triển cho những doanh nghiệp khác ở của doanh nghiệp của Việt Nam thì như thế nào.
ở thị trường giáo dục. Thì để trả lời câu hỏi đầu tiên thì nói về cơ duyên, thực ra thì Ngọc là dân Anh ngữ giống như Hoàng Anh. Bây giờ thì Ngọc sẽ bật cái slide này để share với mọi người. Thực ra là Ngọc là dân Anh ngữ cho nên là khi mà nhận lời mời về KDI làm việc á, thì Ngọc lúc đấy không có một cái ý niệm gì về STEM cả. Thực sự lúc đấy là chưa có một cái ý niệm gì về STEM. Cho đến lúc mà được nhận lời mời thì bắt đầu mới tìm hiểu và cảm thấy là trên mạng có rất là nhiều cái định nghĩa, có rất là nhiều cách triển khai, có rất là nhiều mô hình, nhưng mà thực sự là mông lung. Cho đến khi mà được gặp team chuyên môn của KDI thì lúc đấy mình mới thấy là nó hay như thế nào, nó có ý nghĩa như thế nào, và mình cảm thấy là mình đây là cái lựa chọn đúng đắn. Thì team của KDI Education là một team thời điểm đó có anh Đỗ Trần Bình Minh là đang là tổng giám đốc của KDI Education. Thì anh tốt nghiệp đại học NUS của Singapore và về ngành điện tử tự động hóa. Và lúc mà nói chuyện với anh ấy là mình coi như là bị đứng hình luôn, bởi vì là không hiểu những cái thuật ngữ anh nói như thế nào về STEM, thì lúc đấy không hiểu. Nhưng sau đấy thì có gặp thêm một số các anh chị khác trong team thì mình được thuyết phục bởi cái mục đích cuối cùng của KDI Education làm, nó là phát triển nguồn nhân lực quốc gia. Thực ra lúc đấy các anh không nói với mình rằng là đấy là mục tiêu của KDI Education đâu, nhưng sau những gì các anh chia sẻ thì mình hiểu rằng nó chính là cái mục tiêu là tạo ra một cái thế hệ biết sử dụng công nghệ, yêu thích công nghệ và biết ứng dụng công nghệ. Thì người ta hay nói rằng là biết làm chủ công nghệ, thì muốn làm chủ được công nghệ thì phải biết sử dụng nó đã, biết ứng dụng nó đã. Và lúc đấy thì mình mới có thể được là về sau mình có thể là viết nên những cái công nghệ đấy. Rồi giáo dục STEM nó còn giúp cho các con, kích thích cho các con yêu thích cái việc nghiên cứu khoa học và công nghệ nhiều hơn. Và như anh Sơn cũng đã nhắc đến quy trình thiết kế kỹ thuật ấy, thì thông qua cái quy trình đó thì các con tự giải quyết được các cái vấn đề của mình, không chỉ ở trong việc học đâu, mà trong thực tế thì các con cũng có thể tự giải quyết được các cái vấn đề đấy. Qua các cái quy trình như là xác định vấn đề đó như thế nào, tìm hiểu các kiến thức nền liên quan ra sao, đề xuất là lựa chọn ra các cái giải pháp, rồi chế tạo ra một cái sản phẩm, sau đó thử nghiệm và đánh giá. Thì sau khi thử nghiệm đánh giá xong thì lại có một cái bước đấy là cải tiến, liên tục cải tiến, liên tục phát triển sản phẩm và chia sẻ lại những cái trong cái quá trình của mình. Thì toàn bộ cái quá trình đấy mới là quan trọng, chứ không phải là cái sản phẩm cuối cùng là quan trọng. Có nhiều khi mà mình cầm các sản phẩm của các con thực sự là nó chưa đẹp đâu, nhưng mà cái quá trình các con làm nên được một cái sản phẩm đấy, nó mắc lỗi này, nó cải tiến ra lỗi kia và nó càng ngày càng thông minh hơn, thì đấy mới là cái quan trọng mà các con có được, giống như anh Sơn cũng đã đề cập trước đây. Trước đó thì để trả lời cho câu hỏi thứ hai là KDI Education đã gặp những cái khó khăn và thuận lợi gì trong quá trình phát triển, thì mình cũng muốn nói qua một chút về cái quá trình phát triển KDI. Thì vào năm 2017 thì KDI chính thức được thành lập, nhưng mà trước đó 3 năm thì chủ tịch Kiều Hữu Dũng của tập đoàn KDI Education thì có tập đoàn KDI Holdings thì có tìm gặp team chuyên môn của KDI Edu và có nói rằng là anh rất là có một cái ấp ủ muốn được làm giáo dục, muốn cống hiến lại cho xã hội. Sau khi sau quá trình phát triển về doanh nghiệp rồi thì anh có cái mong muốn như vậy. Và lúc đó thì team đã đi sang bên Israel cùng với cả sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao Israel, rồi đi sang bên đấy học hỏi cách làm, cách triển khai STEM ở bên đó như thế nào. Sau đó team lại đi sang Mỹ học ở tìm hiểu cái mô hình Makerspace ở Đại học Stanford Hoa Kỳ, và tiếp tục quay về Singapore để tiếp tục học hỏi và tìm tòi. Và cuối cùng đến năm 2017 thì chính thức ra mắt Innovation Center, Innovation Space tại nhà Thiếu Nhi Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2017. Và lúc đó thì KDI Education tập trung vào mạng B2C, tức là bán các cái khóa học lẻ của trung tâm. Lúc đó thì có các cái khóa như là về lập trình robot này, về thiết kế, về in 3D, về sáng chế các dự án sáng chế cho các con. Và cái lượng học sinh đến rất là đông đảo, thậm chí cả KDI còn có cả về khóa học về thiên văn nữa. Bởi vì lúc đấy là ở trên nhà thiếu nhi thì có một cái ở trên sân thượng thì được học về cả thiên văn vũ trụ.
Sau đó một năm phát triển mảng B2C xong thì chuyển sang có một cái lời mời của bên Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh triển khai thí điểm tại huyện Nhà Bè trong trường học, thì KDI Education đã triển khai 5 trường đầu tiên tại huyện Nhà Bè. Thì sau sau hết học kỳ 2 của năm 2018 xong thì KDI Education đã chuyển hướng sang mảng B2B hoàn toàn, sang B2B và nhận thấy đây là một cái cơ hội phát triển rất là tốt và được sự mở đường của Sở Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh cũng như các phòng đào tạo trong ở Thành phố Hồ Chí Minh các quận thì đã được triển khai rất là nhanh chóng. Và vào năm học 2018-2019 thì đã bắt đầu triển khai được 18 trường tại 11 quận huyện. Cho đến năm học 2019-2020 thì đây là một trong những năm bùng nổ của KDI Education, đó là đã đạt được 50 trường tại 17 quận huyện Thành phố Hồ Chí Minh, 10 trường tại Nghệ An và 8 trường tại Hà Nội. Và đến thời điểm hiện tại là năm học 2020 và 2021, thực ra thì năm học này cũng chưa được kết thúc bởi vì dịch bệnh đang diễn ra và có một số trường, rất là nhiều trường còn chưa thi được học kỳ và kế hoạch chuẩn bị cho năm học sau vẫn còn đang dang dở. Thì vào cái năm học khó khăn này, khó khăn nhất, thì KDI Education đã đạt được đến con số là 89 Innovation Space trên toàn quốc. Và đây là với số liệu học, với số lượng học sinh theo học thường xuyên là 40.000 học sinh. Và một số lượng, một con số phát triển rất là nhanh chóng trong vòng có 4 năm hoạt động. Thì trong cái quá trình đó thì tất nhiên là KDI Education cũng gặp phải rất là nhiều khó khăn. Cái khó khăn kể đến rõ ràng nhất đó là sự khác biệt về thị trường giữa miền Bắc, miền Trung và miền Nam, bởi vì cái đặc thù hoạt động với quy mô lớn và trải dài từ Bắc đến Nam, thì những cái khó khăn này nó là cái điều đầu tiên và cái tiên quyết trong cái business này, đó là cái sự hiểu biết của khách hàng. Thì nếu mà nói về sự hiểu biết của khách hàng về giáo dục STEM, nói chung khách hàng nói chung là nhà trường, khách hàng của KDI thì là nhà trường, nhưng mà cái người chi trả cho cái việc học của các con thì lại là phụ huynh. Cho nên đây là một cái mối quan hệ nó tương quan mà nó cũng khá là khó để khi mà mình thuyết phục nhà trường để đồng hành với mình, đưa cái chương trình này và triển khai trong nhà trường, nhưng mà người phụ huynh mới là người chi trả cho con để học cái này. Cho nên là cái việc mà để thuyết phục và để coi như là educate phụ huynh nhà trường cũng là một cái quá trình rất là khó khăn. Thì nói về tỷ lệ giữa các cái phụ huynh giữa vùng miền, thì có thể là phụ huynh ở trong Thành phố Hồ Chí Minh là những phụ huynh biết ít về STEM, biết chậm hơn các phụ huynh ở các cái vùng miền khác nhất, nhưng họ lại có cái ý thức là cập nhật và tân tiến nhất trong việc mà cho con học những cái mới, học những cái hay và cập nhật với cả xu hướng. Thì phụ huynh trong Thành phố Hồ Chí Minh thì lại rất là chịu chi cho việc học hành của các con. Đó, thì cái việc phát triển kinh doanh ở trong đó rất là dễ dàng. Ngược lại, ở phía miền Bắc và miền Trung, khi mà biết đến STEM thì có những tổ chức về kể cả Bộ Giáo dục cũng như là cá nhân, giống như là các như Liên minh STEM mà anh Sơn đang tham gia từ rất lâu rồi, thì đấy là những người mà đầu tiên đặt nền móng, mang STEM về đến từng địa phương, tập huấn cho giáo viên, cho nhà trường, cho phụ huynh hiểu được thế nào là STEM, thì cũng đã ngấm rất là lâu rồi. Nhưng mà cái khối phụ huynh của miền Bắc và miền Nam, miền Bắc và miền Trung, thì họ lại chỉ tập trung vào những cái khối phụ huynh gọi là tập trung về năng khiếu, phát triển năng khiếu cho con nhiều hơn là phụ huynh đại trà. Vì vậy là nó sẽ tạo ra những cái phân khúc thị trường khác nhau. Với cái hành vi tiêu dùng từ sự hiểu biết, nó sẽ dẫn dắt đến cái hình thành hành vi tiêu dùng và nó sẽ tạo ra một cái phân khúc thị trường. Thì phân khúc thị trường nó sẽ phân rất là rõ. Như Thành phố Hồ Chí Minh thì đa phần là trường công, còn cái khối trường tư của Hồ Chí Minh thì là các trường quốc tế rồi, chứ nó không có những cái trường tư mà học chương trình của Bộ và bổ sung nâng cao kiến thức như của ở ngoài Hà Nội, mà thường là chỉ có chương trình của trường công thôi. Và miền Trung cũng như vậy. Thì ở trong đó mình là khách hàng của mình là khách hàng mass, thị trường mass, còn và họ có cái yêu cầu về chất lượng nó dễ dàng hơn là cái phân khúc thị trường của ngoài miền Bắc. Ngoài miền Bắc thì mình lại đi về khối trường tư. Và ở khối trường tư thì họ rất khó tính và họ yêu cầu về chất lượng rất là cao. Tôi có thể lấy ví dụ như là về trường Ngôi Sao Hà Nội là một trong những đối tác lớn của chi nhánh Hà Nội tại Education.
cái DI Education đó là chúng tôi phải mất 3 năm thì chúng tôi mới có thể triển khai toàn trường với ngôi sao. Năm thứ nhất thì học kỳ 2 năm thứ nhất thì chúng tôi triển khai ở hình thức câu lạc bộ. Đến năm thứ 2 thì triển khai ở khối 1 và khối 2. Và đến năm thứ 3 thì mới triển khai toàn bộ từ khối 1 đến khối 9 và đưa vào chương trình chính khóa. Và mỗi một tiết học của chúng tôi thì ngôi sao đều cử giáo viên dự giờ và có cái trao đổi sau mỗi buổi học, trao đổi hai chiều sau mỗi buổi học luôn. Và như vậy thì là họ cùng nhau, cùng với KDI xem cái cách triển khai như thế nào, họ cùng xây dựng các cái nội dung và cải tiến các nội dung và đưa theo những cái yêu cầu của nhà trường. Và đấy là để chứng tỏ được cái sự khó tính trong cái ở khách hàng của trường miền Bắc, nó là như vậy. Và cùng với đó thì nó sẽ kéo theo một câu chuyện là về giá cả. Thì cái giá cả này cũng là một trong những cái khó khăn nhất của KDI Education gặp lại và gặp phải trong cái thời gian mà đầu hoạt động. Bởi vì là với mỗi khi những cái năm đầu hoạt động thì mỗi một trường có một cái điều kiện triển khai khác nhau. Trường thì có phòng trống, trường thì không có phòng trống, trường có số lượng học sinh nhiều, trường có số lượng học sinh ít. Trường thì muốn triển khai chính khóa, trường thì muốn triển khai câu lạc bộ. Cho nên là cái về cái giá cả của những năm đầu tiên là ở mỗi vùng miền nó khác nhau. Và đây là một cái vấn đề mà đau đầu nhất cho công ty để làm sao mà đưa về một cái mức mặt bằng chung và để thống nhất cái học phí đấy cho nội bộ từng vùng đã là một cái rất là khó rồi. Thì bây giờ mà muốn để cho từng cả nước thì nó lại càng khó khăn hơn, bởi vì nó còn liên quan đến các chính sách ở trên nữa, các khung học phí ở phía trên áp xuống. Cái tiếp theo mà KDI Education cũng gặp phải đó là một cái cơ chế hoạt động. Thì như các anh, như anh Sơn cũng lúc nãy cũng có đề cập, đó là về chính sách của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì chưa có một cái chính sách nào mà nó cụ thể hóa cả. Thường thì mới đang là các cái hoạt động về cộng đồng thúc đẩy STEM thôi, nhưng mà cũng chưa có một cái chính sách nào cụ thể. Thì gần đây nhất thì có công văn 308 là cũng đã đẩy mạnh hơn về việc tuyên truyền và thúc đẩy giáo dục STEM trong nhà trường, và cũng có cho phép nhà trường được liên kết với các cái doanh nghiệp ở ngoài để tổ chức các hoạt động trải nghiệm STEM. Thì đây cũng là một bước mở đầu khá là làm tốt cho các cái doanh nghiệp làm về giáo dục STEM. Ngoài ra thì có vì mình đang hoạt động với pháp nhân là trung tâm thì mình lại chịu sự quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo của các cái thành phố, cho nên là sở thì lại quan tâm và quản lý mình theo tư cách là các cái trung tâm, nhưng mà mình thì lại là hoạt động liên kết với nhà trường. Và các anh chị làm ở đây thì cũng có thể hiểu rõ được là chưa có một công văn và một cái giấy phép nào cụ thể được cho phép là các trung tâm được liên kết với nhà trường, gọi là cấp phép cái việc đấy một cách chính thức. Vậy thì quay ngược lại, chúng tôi lại phải đi làm việc với từng phòng giáo dục để xin phép làm việc với từng trường. Vậy là tuy rằng chịu sự quản lý của sở, nhưng mà khi để triển khai với từng trường thì chúng tôi lại phải làm việc trực tiếp với các phòng giáo dục. Và ở mỗi phòng giáo dục thì chúng tôi lại phải lập một cái đề án rằng chúng tôi sẽ triển khai tại những trường này với những cái điều kiện cơ sở vật chất, với những cái điều kiện phát triển và học số lượng học sinh ra sao. Thì đấy là cái sự chưa được thống nhất về cơ chế và chính sách đối với giáo dục STEM ở Việt Nam. Tuy rằng có những cái khó khăn như vậy trong những năm đầu tiên, nhưng mà lý do vì sao mà KDI Education lại phát triển được nhanh và bùng nổ như vậy thì chúng tôi có những cái thuận lợi. Và những cái thuận lợi này thì nó đến từ những yếu tố gọi là nội hàm bên trong. Còn những cái khó khăn kia là những cái ở phía yếu tố bên ngoài. Còn chúng tôi có những cái thuận lợi từ phía nội hàm, ví dụ như là về tiềm lực tài chính. Thì đứng sau KDI Education là tập đoàn đa ngành KDI Holdings. Thì tập đoàn của chúng tôi thì có những cái lĩnh vực như là lớn nhất là về bất động sản này, về nông nghiệp công nghệ cao này, về năng lượng gió này, về nội thất. Đó, thì với cái tiềm lực rất là tốt về tài chính thì chúng tôi mới dám đầu tư với cái mô hình đầu tư của chúng tôi là đưa vào mỗi một trường một phòng lab với trị giá là hơn 200 triệu một trường, và sau vào trong đấy thì triển khai. Thì với cái phải có cái nguồn lực tốt, tài chính tốt như vậy thì chúng tôi mới có thể triển khai được vào một cái con số lớn là 89 trường cho đến thời điểm này. Ngoài ra có một cái điểm mạnh khác, những cái thuận lợi khác đó là cái nội lực về chuyên môn. Thì tôi cũng có nhắc đến trước đây, đấy là team chuyên môn của bên KDI Education rất là mạnh. Các thầy thì thừa, các anh chị
là tốt nghiệp hầu hết là các khối ngành về kỹ thuật và công nghệ. Và sau đó thì sau khi mà đi sang các cái nước phát triển để học tập thì về tự xây dựng được chương trình và tự triển khai xây dựng, và mỗi một năm thì cập nhật update theo những cái công nghệ mới, những cái trend mới của giáo dục trên thế giới. Và những một trong những cái thành tựu đáng tự hào nhất là năm học 2019-2020 thì chúng tôi đã tích hợp được với chương trình giáo dục phổ thông mới của Bộ. Tức là trong mỗi một bài học của KDI Education thì đã nêu được rằng là với cái dự án này thì chúng tôi lấy những kiến thức từ những môn nào, từ lý, từ hóa, từ công nghệ ra sao, và tích hợp vào những và những cái kỹ năng như thế nào vào trong trong bài học STEM. Và cái thứ ba nữa là cái kinh nghiệm triển khai thực tế thì không phải một số ít, tuy rằng KDI Education là một đơn vị đến sau, trẻ tuổi, nhưng mà lại có một cái kinh nghiệm triển khai thực tế khá là tốt, bởi vì là chưa có đơn vị nào được triển khai chính khóa trong nhà trường nhiều như KDI Education. Đó là chúng tôi triển khai được thực tế thì chúng tôi hiểu được là tìm nguồn giáo viên ở đâu, đào tạo giáo viên như thế nào. Thì giáo viên hiện tại là chưa có giáo viên nào mà được đào tạo về chuyên ngành về STEM cả. Hiện tại các trường đại học chưa có. Thì chỉ có các giáo viên về chuyên ngành khối là về kỹ thuật này, về toán, về hóa, về công nghệ tin học thôi. Thì chúng tôi tuyển những các bạn sư phạm về những khối ngành kỹ thuật công nghệ đó. Sau đó chúng tôi về đào tạo nội bộ từ 80 đến 100 giờ. Và sau đó thì các tập huấn cho giáo viên để các bạn ý nắm về các cái nội dung mà chúng tôi giảng dạy trong nhà trường. Ví dụ như là các cái dự án về sáng chế này, điện tử tự động hóa, lập trình Scratch, lập trình Python, lập trình robotic, robot và thiết kế về in 3D. Thì đấy là những cái nội dung mà chúng tôi đào tạo cho giáo viên để giáo viên đi giảng dạy lại những nội dung đấy cho học sinh. Và cái bước tiếp theo trong cái việc triển khai đấy là việc vận hành, thì để tìm tòi ra cái nguồn cung ứng vật tư mà dồi dào như thường xuyên cho một số lượng lớn học sinh trên toàn quốc như vậy, thì chúng tôi có một cái kho và đã chuyển đổi thành kho quản lý vật tư, đã chuyển đổi thành chuyển đổi số cho cái kho đấy và quản lý toàn bộ hệ thống mà trên nền tảng số hết rồi, và để nó thuận tiện cho cái việc học online và chuyển giao công nghệ cho các một số trường mà mua cái chương trình của chúng tôi về tự giảng dạy. Và đấy là những cái kinh nghiệm và của chúng tôi. Còn một cái cuối cùng và cũng là một trong những cái điểm mạnh của KDI Education đó là triển khai những cái sân chơi, tổ chức những cái sân chơi cho học sinh. Tức là sau khi mà các con học xong những cái nội dung của KDI thì các con có những cái sân chơi để các con thể hiện những cái gì mình đã học. Ví dụ như là các cuộc thi về robotics thì năm 2 năm tổ chức cuộc thi robotics của MakeX với cả Sở Khoa Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, và năm vừa rồi thì tổ chức cuộc thi robot với trường Đại học Sư phạm Hà Nội, khoa Sư phạm Kỹ thuật của Đại học Hà Nội, Đại học Sư phạm Hà Nội. Thì những cái sân chơi đấy là những cái sân chơi mà để cho các con đã được học từ chính những cái nội dung mà của KDI đã dạy ở trong trường và mang ra cho các con học và được áp dụng thực tế. Và ví dụ như là chúng tôi cũng đã từng tổ chức một cái cuộc thi về sáng tạo khoa học với quận Ba Đình năm tháng 3 năm 2020 vừa rồi, thì cũng là cái những cái tiếp nối cho các bạn học sinh cấp 2, cấp 1, cấp 2 để tiếp nối lên những cái cuộc thi về khoa học kỹ thuật của quốc gia trong cấp 3. Và cái câu hỏi thứ ba mà bên ban tổ chức dành cho tôi thì đó là cái cơ hội nào dành cho những cái doanh nghiệp về giáo dục STEM tại Việt Nam. Thì tôi có nêu bốn cái định hướng là thứ nhất là về xu hướng thế giới, nhu cầu xã hội và chính sách nhà nước và cái nhận thức của phụ huynh. Đây là bốn cái yếu tố mà nó ảnh hưởng trực tiếp đến với cái cơ hội phát triển cho doanh nghiệp về giáo dục. Thì đối với xu hướng thế giới thì cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 thì ai cũng biết rồi, bây giờ mà mình đang sống trong cái cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đấy thì mình đều hiểu được là nó quá nhanh, nó quá mạnh và nó mang đến những cái thành tựu về công nghệ quá lớn, về như là dữ liệu lớn, về Internet of Things, về tất cả những cái thực tế ảo, và nó làm cho thay đổi toàn bộ cái cách chúng ta làm việc và học tập. Và có một cái số liệu rằng là của Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm 2018, người ta nói rằng là đến năm 2025 thôi thì có tất cả những cái công việc mà máy móc và robot nó sẽ chiếm đến hơn 55%. Tức là những cái công việc thường, công việc tay chân của con người nó sẽ mất đi và thay thế bằng máy móc. Và các con của mình ấy, những cái đứa trẻ mà đang học cấp 1, cấp 2 bây giờ ấy, thì chỉ 15 năm nữa thôi là nó sẽ làm những cái công việc mà chưa bao giờ được phát triển, chưa bao giờ được biết đến, và nó sẽ
Nếu mà nó không có một cái nền tảng về khoa kỹ thuật tốt thì và công nghệ tốt thì đến 10 năm nữa, 15 năm nữa thì nó sẽ làm cái gì? Nó sẽ làm những cái việc gì khi mà những công việc chân tay nó đã mất rồi, những công việc thường xuyên thì nó đã hết rồi, mà công máy móc đã thay thế được cho nó thì nó sẽ làm những việc gì? Vậy thì STEM ra đời để giải quyết cái nhu cầu đấy. Cái nhu cầu của xã hội đấy là có những cái công việc khó thì trường đại học phải dạy để cho sinh viên đào tạo, hay là dạy cho sinh viên để sinh viên trở thành những giáo viên, hoặc là đào tạo ra những cái nguồn nhân lực để làm những công việc khó đấy. Thì học sinh ở dưới nhà trường, trước khi lên đại học thì học sinh ở dưới nhà trường thì cũng phải có cái nền tảng, thì mới có cái những lựa chọn để nghề nghiệp về phía trên đi lên học sinh. Rồi những cái công ty, những cái tổ chức giáo dục liên kết với nhau để tạo ra được một cái hệ sinh thái STEM mà nó có những cái tính ảnh hưởng đến nhau một cách nhất định. Vậy thì những cái liên minh về đối tác nó chính là một trong những cái cầu nối để giúp cho cái hệ sinh thái này phát triển. Ví dụ như liên minh STEM của anh Sơn đã cùng rồi có cả anh Đông Kit Code này, rồi những cái Gara STEM đó, rồi liên minh giáo dục 4.0 chẳng hạn. Thì những cái liên minh về giáo dục, về đối tác về STEM như vậy thì nó cũng giúp cho cùng nhau phát triển để đẩy mạnh cái nền phát triển cho giáo dục STEM của Việt Nam. Và nói về chính sách thì mình không có nói sâu về chính sách. Thực ra thì là cái này nó nằm trong cái tầm nhìn chiến lược của quốc gia rồi. Trong chỉ thị 16 của chính phủ thì cũng có nói là phải đẩy mạnh giáo dục STEM cho học sinh. Tuy nhiên chỉ thị là như vậy nhưng mà chưa có công văn hướng dẫn triển khai một cách cụ thể như thế nào. Và có đến năm 2020 thì có thêm một cái công văn là 3089 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thì tôi lúc nãy tôi cũng có nói qua, thì lúc này là một cái chính sách nó đã mở cửa hơn và nó đã bật đèn xanh cho các những cái doanh nghiệp và được phép liên kết với trường học và làm về giáo dục STEM, triển khai giáo dục STEM trong trường học rồi. Và có nói về thêm nữa đấy là về nguồn ngân sách, thì ngân sách về nhà nước thì nó sẽ có về những cái STEM trong trường học, những STEM cơ bản, tạo dựng ra những cái chuyên đề do giáo viên, chính giáo viên của nhà trường làm những chuyên đề một năm một lần, một năm hai lần. Còn chính sách xã hội hóa thì sẽ là cái cơ hội để cho các cái doanh nghiệp bước vào để làm ra cái STEM mở rộng. Lúc này thì các con sẽ có những cái tiếp cận với những cái STEM nó đủ, nó đúng đắn và nó hiện thực, thực tế và nó cập nhật hơn so với xu hướng thế giới. Và cái cuối cùng đó là cái nhận thức của phụ huynh. Đó là khi mà phụ huynh hiểu thì phụ huynh sẽ ủng hộ. Thì cái vòng này nó cứ tuần hoàn, là hiểu thì sẽ càng ủng hộ, và càng ủng hộ thì họ lại càng hiểu hơn, thì họ sẽ càng đầu tư cho con học hơn. Thì làm thế nào để cho phụ huynh hiểu? Thì chúng ta phải thúc đẩy STEM trong nhà trường, từ những cái chương trình, từ bài giảng, từ giáo viên, cơ sở vật chất, hoạt động trải nghiệm. Thì tất cả những cái này nhà trường đang yếu, thì KDI Education là một cái đơn vị mang cái giải pháp này cho nhà trường, tức là giải tỏa cái nỗi lo này cho nhà trường, rằng họ không phải lo đến chương trình nữa, họ không phải lo đến bài giảng nữa, họ không phải lo đến giáo viên, không phải lo cơ sở vật chất và không phải lo tổ chức hoạt động nữa. Thì đã có những cái đơn vị như KDI rồi, và tôi cũng rất là hy vọng rằng là sẽ có nhiều đơn vị khác cũng ra đời về STEM để làm cho cái thị trường STEM này nó sôi động hơn, trăm hoa đua nở, làm cho các con càng có nhiều cơ hội để tiếp xúc với về STEM nhiều hơn. Và khi mà thúc đẩy STEM trong nhà trường thì học sinh người ta được tiếp cận trực tiếp như vậy thì các bạn sẽ rất là hứng thú, rất là yêu thích, và các bạn tự sẽ phát triển được cái năng lực và các bạn định hướng được cái nghề nghiệp rất là sớm. Và đối với nghề STEM thì nó rất là rộng rồi, tất cả những ngành nghề nào mà liên quan đến khoa học kỹ thuật, ví dụ như là hàng không vũ trụ cũng thuộc về STEM này, công nghệ thông tin cũng thuộc về STEM, cái ngành kỹ thuật cơ khí điện tử cũng thuộc về STEM. Thì cái ngành STEM nó rộng lớn như vậy thì cái cơ hội nghề nghiệp của nó cũng rất là cao, và những cái mức thu nhập dành cho công nghệ thì như các bạn đã biết là nó còn cao hơn nữa. Thì với khi mà học sinh đã định hướng và chọn lựa cái nghề nghiệp tốt thì nó sẽ đồng nghĩa với việc là nó sẽ phát triển được kinh tế của đất nước, và nó bắt kịp với cả cái công nghiệp 4.0, và rất nhanh thôi nó sẽ có đến công nghiệp 5.0. Từ 3.0 đến 4.0, từ 1.0 đến 2.0 và 3.0 thì đến mất đến hơn 100 năm, nhưng mà từ 3.0 đến 4.0 mất có 60 năm. Thì tôi nghĩ rằng là từ 4.0 đến 5.0 chắc chỉ mất đến 30 năm thôi. Tức là con mình mà bắt đầu trưởng thành thì nó sẽ có cuộc cách mạng công nghiệp 4.5.0 diễn ra.
Thì đấy là cái bài chia sẻ của tôi về cái cơ hội dành cho những cái doanh nghiệp về giáo dục STEM và cái cách triển khai của KDI Education mà đã cái kinh nghiệm đã có. Thì để làm sao cho các doanh nghiệp hiểu được rằng là chúng ta phải có những cái gì trong tay để chúng ta triển khai và chúng ta phải chuẩn bị những cái gì để chúng ta phát triển nó. Thì cái bài này nó cũng không nó chưa quá đầy đủ nhưng mà nó cũng có những cái ý tưởng cơ bản. Thì cảm ơn các bạn đã lắng nghe, cảm ơn ban tổ chức đã dành cho tôi cái cơ hội này. Thì nếu mà các bạn và anh chị có câu hỏi thì xin mời đặt câu hỏi ạ. Cảm ơn. Cảm ơn chị Ngọc. Mình cũng rất là ấn tượng với cái phần chia sẻ của Ngọc về cái việc là những cái đơn vị đi đầu như là Học viện Sáng tạo S3 hay là KDI đã cần phải làm trong việc là educate thị trường, đặc biệt là thị trường nó lại còn bao gồm cả phụ huynh, cả học sinh, cả đội ngũ giáo viên, cả nhà trường tham gia vào. Và cá nhân mình thì mình tin chắc rằng là những cái đơn vị đi đầu như là S3 hay là KDI Education thì chắc chắn đã sẽ có một cái sự thấu hiểu thị trường tốt hơn và sẽ đứng vững trên thị trường STEM ngày càng phát triển và ngày càng sôi động này hơn. Thì cũng không để chiếm nhiều thời gian của mọi người nữa. Sau đây thì mình sẽ xin phép là anh Sơn và Ngọc sẽ đi thẳng vào cái phần Q&A luôn. Thì vì mọi người có rất là nhiều câu hỏi và anh Sơn cũng đã trả lời một vài câu hỏi trên này rồi. Nhưng mà em vẫn xin phép là nếu như mà mọi người vẫn muốn hỏi kỹ hơn anh Sơn thì bây giờ mình sẽ giơ tay và mình sẽ em sẽ mời trực tiếp mọi người ở đây để mọi người đặt câu hỏi trực tiếp lại với cả anh Sơn và Ngọc được không ạ? Mọi người có thể giơ tay và chủ động bật mic nhé. Hiện nay thì em thấy có cái câu hỏi đầu tiên về của chị Điệp ạ. Câu hỏi của chị Điệp là project-based learning có phải là một trong những cách giảng dạy tích hợp STEM không ạ? Thì với phần trả lời của anh Sơn như vậy thì chị Điệp có muốn lắng nghe anh Sơn giải thích kỹ hơn không ạ? Cảm ơn anh Sơn và cảm ơn Ngọc đã chia sẻ ra thì có câu trả lời của anh Sơn thì cũng, mình cũng đã hiểu rồi nên là chưa cần lần mình còn đang gõ thêm mà lại câu hỏi nữa mà mình nghĩ là sẽ cần trao đổi mình cứ hỏi cho nhanh gõ lâu lắm ạ. Đúng rồi ạ, em nghĩ là lần này chị Điệp thương quyền rồi thì mời chị Điệp nói luôn ạ. Thế ạ. Cảm ơn em, cảm ơn anh Sơn đã cho em cơ hội nhá. Thì thực ra là trên này em có hỏi cả anh Sơn với cả Ngọc về quan điểm của mọi người là theo như Ngọc chia sẻ cái chương trình mà STEM mà được tích hợp vào trong trường học như vậy ấy, thì cái mà mình quan tâm là liệu có học thêm một tiết học như vậy thì nó có quá tải với các bạn học sinh không, và có thể tích hợp STEM vào các cái tiết học toán, lý, hóa theo như mình hiểu từ anh Sơn chia sẻ đấy thì như vậy có hiệu quả hơn không. Đương nhiên là về mặt đào tạo giáo viên để có thể làm được như vậy nó cũng là một thử thách rồi, nhưng mà đấy là cái hướng mà em đang nghĩ đến anh Sơn ạ. Với cả em còn có thêm một cái câu hỏi thứ hai nữa là anh Sơn với cả Ngọc đã bao giờ nghĩ đến hay là đã từng nghĩ đến cái giải pháp làm thế nào để có thể liên quan đến vấn đề bình đẳng giáo dục, tức là những cái em nhỏ ở những cái vùng quê nghèo hay như là vùng núi mà vẫn có thể được tiếp cận đến cái cách đào tạo theo hướng STEM như thế này, thì đó là hai câu hỏi của em. Rồi. Xin phép Ngọc mình trả lời trước cái câu hỏi của cô Điệp nhé. Cảm ơn cô Điệp, tức là cái cách nhìn của Điệp nó rất là nhân văn, bởi vì là như bọn mình cũng rất là mong muốn là gì ạ, không gây quá tải cho học sinh. Đấy là điều mà hiện nay mình cũng đang rất là băn khoăn, bởi vì là thực ra cái việc mà học sinh hiện nay ví dụ như là ở các trường tư hay trường công thì đối với học sinh trung học cơ sở hay trung học hay là tiểu học bây giờ để học bán trú thì cũng học cả ngày mất rồi, và đến tận 4 giờ mà sau đó lại thêm đến 5-6 giờ nữa, hay là cuối tuần mà bố mẹ lại phải đưa con đi học, thì thực ra nó là cái gì đấy mà mình rất là không ủng hộ, đặc biệt là cái tư tưởng giáo dục hiện nay, đặc biệt dành cho các bạn tiểu học, các bạn nhỏ, các bạn cấp 2, cấp 3 thì có thể đi học thêm chút xíu, nhưng tất cả những gì mà nó được diễn ra trong nhà trường là tốt nhất, và đặc biệt là trong các cái giờ học chính khóa, các môn học chính khóa mà các con không phải thêm một môn học nữa thì đấy là điều tốt nhất. Và cái nhìn bản chất của giáo dục STEM thì nó là cái gì thì chúng ta sẽ căn cứ vào đấy thì chúng ta sẽ xây dựng ra được các chương trình thôi. Ví dụ ngay bản thân môn khoa học, môn toán, môn công nghệ, môn tin học ở trong nhà trường cũng có. Và chúng ta thay đổi cái cách thức dạy học đi là chúng ta sẽ có được các hoạt động giáo dục trải nghiệm STEM cho học sinh thôi. Chứ không nhất thiết phải thêm học môn học mới. Tuy nhiên là đối với nhiều trung tâm, đối với nhiều các hình thức kinh doanh khác nhau thì nó sẽ có nhiều cái cách thức triển khai. Ví dụ KDI cũng có cách triển khai của KDI. S3 thì thực ra đang rất là thiếu cái nhân lực về hoạt động kinh doanh,
Cho nên là nhân đây mình cũng kêu gọi là nếu như bạn nào mà muốn hợp tác về các hoạt động kinh doanh với S3 thì mình rất là sẵn sàng trao đổi với các bạn, vì thực ra S3 chỉ có đội ngũ chuyên môn thôi, không có đội ngũ làm kinh doanh đâu, không có ban marketing và kinh doanh đâu. Những đối tác của S3 thì thường là làm việc trực tiếp với mình thời gian ngắn, và hiện nay nó cũng không nhiều mà chủ yếu là các cái hoạt động xã hội thôi. Nên là S3 hiện nay có rất nhiều cái nguồn lực mà nếu mà bạn nào muốn chuyển đổi sang cái khối khởi nghiệp về về giáo dục thì bọn mình sẵn sàng hợp tác, có thể là cùng nhau hợp tác để triển khai tại các trường cũng như là tại các địa phương. Hiện nay các địa phương cũng có nhu cầu rất là cao. Tất nhiên là mình sẽ có cách đi của mình. KDI cũng đã có cách đi của KDI, thì bọn mình có cái cách đi riêng của bọn mình cũng làm trong thời gian rất là dài. Ở cái câu hỏi thứ hai của Điệp liên quan đến việc là bình đẳng trong giáo dục ấy, thì thực ra đấy cũng là một cái vấn đề rất lớn. Đấy là lý do mà tại sao hiện nay S3 đang thực hiện rất nhiều cái hoạt động xã hội, đặc biệt là cái chương trình tài trợ của các đơn vị. Ví dụ trước đây mình có tài trợ của Oxford, cái đơn vị nghiên cứu lâm sàng tại Việt Nam, của trường đại học Oxford tại Việt Nam ấy, thì bọn mình cũng đã bắt đầu triển khai từ những năm 2016 là cái chương trình thí điểm thành lập các câu lạc bộ STEM cho các trường. Và bây giờ thì đang có một cái đối tác. Hiện nay thì hôm vừa rồi thì Bộ Giáo dục có công bố một cái dự án của cái đối tác Canon gì đấy của Thái Lan, kết hợp với bộ để cũng triển khai giống như mình triển khai cách đây 4-5 năm liên quan đến việc là thành lập các câu lạc bộ cho các trường ấy, thì có những cái đối tác hỗ trợ. Rồi là các trường ở vùng sâu vùng xa thì bọn mình có những cái hỗ trợ từ các cái công ty, thì mình cũng đào tạo tập huấn giáo viên. Và đặc biệt là thực ra ấy, giáo dục STEM ở các vùng nông thôn là rất là dễ, bởi vì là ở đấy nó có không gian, nó có cái gì nhỉ, nó có cái môi trường mà thực ra học sinh ở thành phố không có. Ví dụ như là môi trường thiên nhiên ở các vùng nông thôn rất tuyệt vời, và thực ra nếu mà học STEM ở đấy rất tuyệt vời, học sinh có thể có những cái môi trường trải nghiệm mà học sinh thành phố có tiền cũng không thể ra được. Ví dụ như học sinh Hà Nội thì hay thành phố Hồ Chí Minh thì một năm cũng nắm được ra ngoài trang trại độ khoảng 1-2 lần, nhưng học sinh nông thôn thì ngày nào các bạn cũng tiếp cận với thiên nhiên, tiếp cận với cây cối, tiếp cận với động thực vật, thì đấy là cái môi trường giáo dục STEM rất là tuyệt vời dành cho các bạn. Thì hy vọng là trong thời gian tới mình sẽ có tiếp tục có những cái chương trình hỗ trợ để tạo ra cái sự bình đẳng về tiếp cận giáo dục STEM dành cho các đối tượng khu vực nông thôn, và đặc biệt là kể cả cái này thì ngay cả nó liên quan đến vấn đề chính sách nữa, thì chắc là nó phải liên quan đến việc là các cái cơ quan làm chính sách người ta sẽ có những cái chính sách phát triển. Tất nhiên là ở Việt Nam thì nó chính sách thì nói, nhưng mà thực ra nó cũng còn nhiều vấn đề lắm. Chúng ta cũng làm được gì thì mình cứ làm thôi. Rồi, cảm ơn bạn. Nếu mà Ngọc có bổ sung gì em thì... cảm ơn anh Sơn. Thì em được add anh Sơn nhé, add Facebook. Để em trả lời cho một cái câu hỏi của chị Điệp, đấy là học thêm STEM thì có bị quá tải cho học sinh không, và tích hợp như thế nào trong cái chương trình học. Thì thường cái bên em làm thì sẽ thay cho một số môn, ví dụ như là môn công nghệ lấy điểm, có thể là lấy được hẳn điểm cho môn công nghệ luôn, hoặc là lấy điểm thay cho môn tin học, và hoặc là môn ở đối với các cấp tiểu học thì có cả môn thủ công thì thay cho môn thủ công. Thì tức là đối với việc sắp xếp trường tiết học cho cái môn STEM này nó không còn khó khăn như ngày xưa nữa. Tức là ngày xưa thì có những cái quy định mà bắt buộc ở môn này môn kia, nhưng mà chính vì là bây giờ chương trình STEM đã được tích hợp với cả chương trình giáo dục phổ thông mới rồi, thành ra là khi mà mình nói chuyện với nhà trường mà mình chứng minh được cho nhà trường thấy rằng là khi mà học STEM thì các con đã có những kiến thức này của những bộ môn này trong những cái này, trong chương trình của chúng tôi thì đã có bao gồm những cái này rồi, và phát triển đảm bảo đầu ra cho các con là đạt được từng này giống như là cái chương trình của bộ, thì nhà trường đồng ý được là lấy điểm thay cho một số cái môn kia và thay thế, chứ không phải là bắt buộc phải học thêm một môn nữa để căng vào cái lịch. Thường thì sẽ không bị chen vào lịch của các bạn phải tăng thêm, mà sẽ là chỉ có thay thế thôi. Rất là cảm ơn phần chia sẻ của anh Sơn cũng như là Ngọc, thì cũng tiếp nối cái phần đó thì có một vài những cái câu hỏi liên quan đến việc chuyển đổi online trong giai đoạn này, thì là do Phương Ứng đặt câu hỏi cho cả anh Sơn cũng như là cả Ngọc về việc triển khai STEM online, thì Phương Ứng sẽ chủ động đặt câu hỏi trực tiếp nhé. Chị nghe được em chưa ạ? Em đang có một thắc mắc là hiện giờ thì khá là nhiều khóa học đang phải chuyển sang online, thì bản chất của STEM thì em thấy cái tính thực hành của nó khá là cao, và ví dụ như khi mà các anh chị triển khai trên lớp chẳng hạn, thì bản thân một giáo viên cũng phải chuẩn bị dụng cụ học cụ rất là nhiều, kể cả việc đào tạo cho giáo viên hay là dạy cho học sinh ý, thì cái việc chuyển đổi online thì nó có gặp khó khăn gì không? Và thứ hai, cái phần hai muốn hỏi là vì hầu hết phụ huynh bây giờ vẫn nhìn nhận cái việc học online nó chưa được tích cực lắm, nó chưa được welcome lắm, thì cái việc bán cái khóa học online về STEM thì có gặp khó khăn gì không ạ?
Thì em muốn có hai câu hỏi muốn gửi đến anh Sơn với cả chị Ngọc ạ. Trong đợt hè vừa rồi thì bọn mình cũng đã triển khai một cái hoạt động trại hè STEM, thì trong đó có, tức là lý do mà mình đến với cái buổi ngày hôm nay là thông qua bạn Dung, thì có con của Dung có tham gia cái chương trình online của bọn mình. Thế thì ban đầu thì thực ra mấy năm trước là mình hoàn toàn phản đối cái việc dạy STEM online. Mình hoàn toàn, bởi vì nó không hoàn toàn đưa cho học sinh được những cái trải nghiệm thú vị mà chỉ có ở các lớp offline mới có. Tuy nhiên là trong cái điều kiện dịch bệnh hiện nay, nó vừa là thách thức vừa là cái cơ hội để mà chúng ta chuyển đổi số. Thế thì để làm được việc mà dạy STEM online thì bọn mình đã chuẩn bị các cái set học liệu sẵn gửi về cho từng học sinh. Và các cái set học liệu này được đóng gói và học sinh sẽ mang ra để sử dụng nó để học trong các cái buổi để tăng tối đa cái trải nghiệm mà cho học sinh. Thế thì cái việc mà làm các cái set trải nghiệm như vậy là cái cách mà bọn mình giải quyết cái việc là thực hành cho học sinh. Và trong cái quá trình dạy học một tháng online vừa rồi thì nó cũng đạt được một số những cái hiệu quả nhất định. Tất nhiên là không bằng được trực tiếp, nhưng mà ít nhất là nó cũng cho học sinh được một số những cái trải nghiệm thú vị liên quan đến online. Ngay cả một cái dự án mà các bạn làm việc nhóm với nhau online cũng là một cái thách thức, thì các bạn cũng giải quyết được phần nào. Thì đấy là giải pháp của S3, còn không biết là bên KDI có giải pháp gì thì các bạn có thể chia sẻ tiếp ạ. Thì giống như anh Sơn, thực ra thì trong đợt hè vừa rồi là trước khi bước vào hè là KDI đã có những cái đơn đặt hàng rất là nhiều trường. Và nhưng mà cho đến cái last minute thì bị cancel bởi vì là dịch bệnh diễn ra và chúng ta phải chuyển sang một cái định hướng online. Thực ra thì online KDI đã làm từ năm 2020 đã chuyển đổi số, năm 2020-2021 thì đã chuyển đổi rồi. Đấy là bên mình có hợp tác với cả bên TTC cũ, tức là bây giờ đổi thành là IGC Education ấy, thì mình chuyển giao công nghệ cho họ và mình dạy online. Tức là mình có đào tạo giáo viên nhưng mà trong cái tiết học và họ sử dụng các toàn bộ nền tảng số của KDI Education về tài liệu học liệu của giáo viên, tài liệu cho học sinh, bài giảng của giáo viên, giáo án của giáo viên làm hoàn toàn là nền tảng của KDI Education, nền tảng số hết. Và tất cả các cái bộ kit đóng gói thì cũng giống như bên anh Sơn làm, đấy là bên em cũng có những cái cung ứng về vật tư cho bên trường. Tuy nhiên là đấy là khi mà nhà trường vẫn đang giảng dạy được trực tiếp. Nhưng sau đó thì chuyển sang là học sinh phải ở nhà, thì tụi em có chuyển sang là một cái cũng chuẩn bị kit, nhưng mà chưa kịp deliver đến tay của học sinh thì đã dịch bệnh và đã chuyển Hồ Chí Minh nó bị giãn cách toàn thành phố, thì lúc đó tạm dừng và không có vận chuyển được với số lượng lớn như vậy. Cho nên là chuyển sang cái học phần online, sử dụng là phần tech nhiều hơn, đấy là phần lập trình và phần thiết kế. Thì năm nay bọn em triển khai cái nội dung là về thiết kế trên Canva, là một trong những nội dung mà học sinh rất là thích, bởi vì nó là dạng kéo thả và nó rất là đơn giản. Học sinh lớp 2, lớp 3 là bắt đầu làm được rồi và các bạn ấy rất là hứng thú. Thì phần online là chuyển hoàn toàn sang tech hết cho các bạn ấy học về thiết kế, học về lập trình. Thì đấy là hai cái nội dung mà bên em làm về online trong đợt hè vừa rồi. Còn về cái nền tảng số thì đấy là một trong những cái việc mà bắt buộc mà bên KDI đã làm. Còn dịch bệnh nó chỉ là một yếu tố để đẩy nhanh cái quá trình đấy nhanh hơn thôi. Đấy, mình chia sẻ thêm một chút là cái chương trình học online của mình sẽ dựa trên cái 4 tuần online vừa rồi. Nó là cái dạng chạy hè bình thường mình vẫn làm offline thôi, nhưng mà bây giờ nó chuyển thành online. Thì nó có 4 tuần với 4 cái chủ đề khác nhau và dành cho các học sinh từ cấp tiểu học đến trung học cơ sở. Và mỗi một chủ đề này là đi kèm với nó là một cái bộ học liệu. Đây các bạn có thể nhìn thấy nó ở cái góc này. Thì cái phần học liệu nó sẽ đóng thành những cái hộp như thế này, đóng thành hộp như thế này. Và học sinh được trải nghiệm thông qua các cái dự án như thế này. Và trong cái dự án này, như mình nói, thì cái sản phẩm cuối cùng học sinh làm ra nó là cái sản phẩm cuối cùng thôi. Còn quá trình học trong cả một tuần của một dự án nó mới là cái quan trọng. Và học sinh sẽ có một bộ kỹ thuật cộng với cả 4 cái bộ liên quan đến từng cái chủ đề này. Đó. Thế thì trong cái hoạt động đó thì vì là học sinh học cả ngày cho nên là các hoạt động STEM nó cũng chỉ chiếm có độ khoảng 40% thôi. Còn lại thì 60% là các hoạt động liên quan đến kỹ năng học tập, liên quan đến vận động, liên quan đến kỹ năng gọi là cái digital literacy, tức là các kỹ năng liên quan đến công nghệ số, internet, rồi là các kỹ năng liên quan đến ví dụ là an toàn trên mạng, tìm kiếm những kỹ năng tìm kiếm thông tin, hay là các kỹ năng liên quan đến việc là khai thác sử dụng internet như thế nào, thì đấy là cái digital literacy mà bọn mình đưa vào trong cái chương trình chạy hè của mình. Đó, ví dụ như vậy.
Đó. Thì đây là chương trình tiểu học, đây là chương trình trung học cơ sở. Thì bọn mình thì bọn mình lại không tập trung quá nhiều vào phần lập trình ở trong cái này, bởi vì là lập trình thì cũng có nhiều đơn vị triển khai rồi, cho nên bọn mình thì không quá tập trung vào lập trình, mà bọn mình tập trung vào những cái trải nghiệm liên quan đến kỹ thuật nhiều hơn, thiết kế cũng như là liên quan đến việc là tư duy về khoa học nữa. Đó, xin phép dừng ở đây ạ. Thì cũng nhân là nói về các câu chuyện mà dạy và học ở trong các trường như thế nào, về việc là điểm số của các con ra sao, có bị nặng không, thì anh Cường cũng có một vài những câu hỏi liên quan đến về tiết học, về các cái phân chia về mặt giáo viên như nào. Em cũng có những cái câu hỏi liên quan đến mặt giáo viên dạy bộ môn này ở trong các nhà trường ạ. Thì anh Cường hay anh Cường có thể đặt câu hỏi trực tiếp cho anh Sơn và cả Ngọc được không ạ? Lúc nãy thì mình quan tâm là khi mà triển khai một chương trình vào trong trường phổ thông như thế nào, trong trường khi mà nó thành chương trình khóa, thì lúc nãy khi mà Ngọc trả lời Điệp thì cũng đã nói qua qua thì mình cũng đã hiểu rồi. Thì mình chỉ để hỏi thêm là cái chương trình như vậy thì là KDI cung cấp giáo viên hay là bên KDI đào tạo lại giáo viên cho nhà trường, với các cái phần điểm số thì mình biết là, ví dụ như là Ngọc có giải thích là nó sẽ thay thế cho một số tiết, ví dụ tiết thủ công chẳng hạn. Tuy nhiên theo mình biết một số trường họ triển khai thành một số tiết, ví dụ gọi là tiết thực hành tiết thí nghiệm hóa học, tiết thí nghiệm khoa học, tiết thực hành gì đấy, thì mình không hiểu là những cái chương trình mà các bạn đấy đưa vào thì khi mà đánh giá kết quả thì chúng ta sẽ thường đánh giá những tiêu chí nào, còn việc cho điểm thì chắc là sẽ cho điểm thay thế một số môn nào đấy thì mình cũng đã rõ rồi. Hỏi Ngọc về kỹ hơn về việc đấy. Còn có một câu hỏi cho anh Sơn thì em đã viết ở trong phần chat rồi, thì chắc là nhờ anh giải đáp câu hỏi đấy. Thế thì em có câu hỏi cho anh Sơn, đó là em hiểu là STEM là ví dụ như mình muốn kích thích cái khả năng là giải quyết vấn đề cho học sinh, thì mình đặt ra vấn đề rồi thì học sinh giải quyết vấn đề đấy, có thể thử sai này kia. Tuy nhiên thì em không rõ lắm trong cái vai trò của giáo viên trong cái quá trình đấy như thế nào, bởi vì như bọn em đang làm thì nó vẫn tương đối là làm theo cách thông thường, là giáo viên gần như là dạy cho học sinh về cái phần đấy, xong rồi để cho học sinh chế tạo, thì cái đấy nó là sai. Thì em đang muốn tìm hiểu kỹ hơn về cái việc để cho học sinh giải quyết cái vấn đề đấy. Rồi, đúng là một giáo viên đúng không? Câu hỏi này nó hơi chuyên sâu một tí, chắc là cũng không nhiều người, đặc biệt là những người không nhiều, nếu mà không phải là giáo viên thì chắc cũng không quá quan tâm. Thế nhưng mình chỉ nói vắn tắt như thế này này, cái trong các hoạt động giáo dục STEM ấy, thì như mình nói thì thực ra là dạy môn khoa học, dạy môn toán, dạy các môn về kỹ thuật hiện nay của mình cũng được gọi là các môn STEM rồi. Có điều là mình thay đổi cái cách thức giảng dạy làm sao cho nó phù hợp, thú vị hơn thôi. Chứ còn ngoài ra thì đối với các dự án liên môn, như mà những cái dự án mà mình vừa sâu ra trong cái chương trình của bọn mình, thì nó là những cái dự án tích hợp. Thì trong các dự án tích hợp, đặc biệt là liên quan đến thiết kế chế tạo, thì điều quan trọng nhất hiện nay mà giáo viên Việt Nam đang gặp phải lỗi đó là gì? Hướng dẫn học sinh bước 1 làm này, bước 2 làm này, bước 3 làm này, cuối cùng ra một sản phẩm. Thì cái đấy nó không xây dựng cho học sinh được các cái tư duy về mặt thiết kế. Mà ở đây là gì? Đó là thông qua cách thử thách. Bước ở đây là chính là các quy trình làm, chứ không phải là làm như thế nào. Đó, không phải là học sinh làm như thế nào, mà là quy trình của nó là như thế này và học sinh sẽ phải làm như thế. Ví dụ như trong bước thiết kế. Trong bước thiết kế thì học sinh phải sử dụng, có thể là máy tính để vẽ thiết kế, có thể sử dụng giấy sách vở, để tức là nó rất linh hoạt để học sinh ở nông thôn cũng học được, thành phố cũng học được. Thì cái bước thiết kế đấy thì giáo viên, vai trò giáo viên chỉ là hướng dẫn gợi ý. Ví dụ như trong thiết kế kỹ thuật thì đặc biệt là phải sử dụng kiến thức của toán rất là nhiều. Ví dụ như mình xem rất nhiều các sản phẩm học sinh làm ra, ví dụ một cái ngôi nhà chống lũ, một cái ngôi nhà chống bão, rồi là rất nhiều những sản phẩm. Nhưng mà khi mình hỏi là gì? Vậy diện tích của ngôi nhà đấy là bao nhiêu? Căn cứ vào đâu để em tính cái ngôi nhà đấy? Tỷ lệ giữa cửa và độ cao của nhà như thế nào? Trong thực tế và trong cái mô hình của em nó khác gì nhau không? Học sinh không trả lời được. Tức là giáo viên hoàn toàn không cung cấp kiến thức toán ở trong đấy cho học sinh, mà chỉ hướng dẫn học sinh là bước A làm như này, bước B làm như này, và học sinh làm theo y như thầy. Đấy, cái lỗi của giáo viên Việt Nam hiện nay đang là như vậy trong cái quá trình dạy thiết kế kỹ thuật. Và cái đấy là cái mà cần khắc phục. Và hy vọng là đấy, một chút cái gợi ý để Cường hiểu là cái vai trò của giáo viên ở đây là mình hướng dẫn, mang tính gọi là chỉ cho học sinh cái bước làm, theo quy trình làm, chứ không phải là chỉ cho học sinh cách làm từ A đến Z. Đấy là cái mà mình cần phải khắc phục trong công việc, đặc biệt là
cung cấp cho học sinh cái kiến thức, kỹ năng để học sinh có thể tự làm được. Đấy là cái quan trọng nhất. Tất nhiên nó đòi hỏi quá trình, chứ không phải là hôm nay mình dạy mai học sinh làm được ngay, mà trong cả năm học, vì là trong cả năm học đấy mình tích lũy được một số những cái kỹ năng cơ bản cho học sinh, thì năm sau học sinh tiếp tục nâng lên, vì quá trình dạy học nó là một quá trình liên tục. Mình không thể nói là hôm nay mình dạy chủ đề này, ngày mai học sinh làm được ngay theo cái ý đồ của mình. Ngay cả bản thân giáo viên cũng để dạy phải kinh nghiệm trong vòng nhiều năm mới có thể rút ra được những cái kinh nghiệm cho mình về dạy học, và đặc biệt là thay đổi cái tư duy dạy học nó còn nhiều năm, chứ không phải là qua một khóa học hay là qua một buổi mà học sinh, mà giáo viên hay học sinh có thể thay đổi được tư duy. Cái đấy mình không kỳ vọng. Đó, hy vọng là một chút cái gợi mở như vậy để cứ hiểu và mình có thể em tranh thủ hỏi anh thêm cái này nữa. Có một cái em cũng đang làm, em không biết được đúng hay sai. Tức là thường khi em đặt vấn đề cho học sinh làm thì cho học sinh cứ làm cái tự do, sau đó để cho các bạn đi thử và sai. Đấy, cứ thử xong rồi sai để rút được kinh nghiệm. Không biết là cái cách làm đấy nó có phù hợp hay không? Thử sai là một cách trong khoa học cũng như là trong cuộc sống. Tuy nhiên là gì ạ? Nếu mà chỉ có thử và sai không thôi ấy, thì rõ ràng là chúng ta không cần phải học kiến thức gì, đúng không? Vậy thì cái thử và sai nó sẽ giảm được rất là nhiều nếu như chúng ta có cái hàm lượng kiến thức. Và vì vậy, nếu như thay vì là gì ạ? Khi mà dạy học sinh làm một cái ngôi nhà, nhìn một cái cây cầu chẳng hạn, thì các em sẽ nhìn thấy là gì? Có rất nhiều các cái kiến trúc về hình tam giác ở trong đấy. Thế thì nếu như mà trong toán học hay trong vật lý mà thầy dạy cho học sinh về cái cấu trúc tam giác đấy, tại sao cái hình tam giác lại là hình mà được sử dụng trong xây dựng rất là nhiều, thì học sinh khi mà làm một cái kích cầu thì học sinh sẽ nghĩ đến ngay cái cấu trúc của hình tam giác, hoặc là hình tròn, hoặc là cái hình mà nó chịu lực tốt hơn, thay vì là cứ thử đi thử lại rất nhiều hình khác nhau. Thì đấy chính là lý do mà trong STEM nó vẫn phải có kiến thức, chứ không phải là chỉ là sản phẩm, cái mà mình đề cập rất là nhiều. Và thử sai là một cách làm, nhưng thử sai nó sẽ hạn chế được cái quy trình thử sai rất nhiều lần nếu như học sinh có những cái kiến thức nhất định, kiến thức cơ bản trước đó rồi. Đó. Cảm ơn Sơn. Mình có một câu hỏi này cho Ngọc. Tức là lúc nãy thì Ngọc đã trao đổi điểm về cái chuyện là khi mà đưa chương trình vào trong các trường ấy, thì khi mà nó thành chương trình chính khóa thì nó có thể thay thế cho một số môn này môn kia. Thì cái đấy là giáo viên là do KDI cung cấp hay là mình đào tạo lại cho giáo viên nhà trường, và khi mà mình trao điểm ấy, thì mình dựa trên những cái tiêu chí gì để đánh giá cái sản phẩm STEM đấy, để tại vì điểm số lại rất quan trọng, bởi vì điểm đấy nó lại cho vào trong sổ điểm trong học bạ, cho nên thì mình thường mình có những cái tiêu chí gì để mình đánh giá cái sản phẩm đấy để khi mà trao điểm thì nó được một sự công bằng. Thì có hai câu hỏi. Một cái câu hỏi đấy là giáo viên của KDI hay là giáo viên của nhà trường, thì trong cái mô hình hoạt động của KDI thì đầu tiên là đưa giáo viên của KDI sang trước để dạy cho học sinh, sau đó thì trong cái quá trình đấy thì nhà trường sẽ cử một vài giáo viên, một team để đồng hành với KDI, và mỗi một năm thì KDI sẽ triển khai là tập huấn từ 1 đến 2 lần cho giáo viên, và sau 3 năm thì sẽ chuyển giao toàn bộ cái phòng cũng như là chương trình cũng như là tập huấn cho giáo viên để nhà trường tự triển khai, tự vận hành cái phòng đấy và tự vận hành cái chương trình đấy. Và lúc đấy là khi có chương trình mới thì KDI sẽ update thêm cho nhà trường. Chứ đấy là cái concept, cái ý tưởng mà bên mình, mô hình mà bên mình mong muốn là sau khi triển khai với nhà trường sau 3 năm thì sẽ triển khai toàn bộ lại cơ sở vật chất, chuyển giao lại cơ sở vật chất và chương trình và giáo viên, đào tạo cho giáo viên nhà trường để có thể tự chạy được chương trình. Đấy là gọi là ý tưởng lý tưởng nhất. Nhưng mà hiện tại thì cái việc thiếu giáo viên ở các trường công nó đang là một cái việc rất rất là gay go đối với cả ở phía trường công. Mình có tham dự các cái cuộc họp của giáo viên để chuẩn bị cho năm học mới thì thấy các trường báo cáo là thiếu 4, 6, 8, có trường thiếu 12 giáo viên. Thì cái việc mà để cử giáo viên để mà về sau tiếp quản cho cái này thì nó đang hiện tại đang là hơi khó khăn đối với các nhà trường công. Còn trường tư thì họ dễ dàng tuyển các giáo viên về làm hợp đồng thì họ dễ dàng hơn, và họ chấp nhận với những giáo viên mà mới ra trường trẻ thì họ sẽ có đội ngũ tốt hơn. Còn câu thứ hai đó là đánh giá học sinh như thế nào, lấy điểm học sinh ra sao, thì bên KDI thì cũng đã xây dựng một cái rubric đánh giá học sinh dựa trên ba cái yếu tố, đấy là kiến thức, thứ hai là kỹ năng, và thứ ba là cái thái độ. Thì về kiến thức thì nó cũng sẽ có những cái mục
cụ thể đối với ví dụ như là về lập trình, có những cái mốc của các con làm việc đạt, chưa đạt, tốt hay là xuất sắc, thì với những yêu cầu và những cái đầu ra cụ thể thì đối với từng nội dung học, ví dụ như lập trình hay là sáng chế hay là thiết kế, thì cũng đều có những cái tiêu chí đánh giá cụ thể dựa trên ba yếu tố như Ngọc vừa nói là về kiến thức, hai về kỹ năng. Thì kỹ năng thì nó nằm trong cái phần là kỹ năng hoàn thiện sản phẩm, kỹ năng giao tiếp nhóm và kỹ năng thuyết trình. Đấy là ba cái kỹ năng mà bên Ngọc đánh giá. Còn cái cuối cùng đấy là cái thái độ, thì thái độ này cũng giống như là việc đánh giá hạnh kiểm của học sinh thôi, thì là thái độ học tập ở trong giờ học. Thì tất cả những cái ba cái yếu tố trình đấy nó sẽ tạo nên một cái tổng điểm cho học sinh và sẽ quy đổi ngang ra cái điểm của theo nhà trường yêu cầu, là lấy theo thang điểm như thế nào thì theo cái yêu cầu của nhà trường thì bên Ngọc sẽ chuyển đổi sang như vậy. Cảm ơn Ngọc. Cảm ơn anh Sơn. Thì anh Cường nói đi ạ. Thì nhân tiện là mọi người đang nói về cái việc triển khai STEM và cái trường công chứng tư, thì về phía mình cũng có muốn chia sẻ về cái tìm hiểu của mình về cái hoạt động STEM ở một số trường ở trong Sài Gòn, để cho mọi người thấy một số cái sự khác biệt hay là một số cái khó khăn thách thức. Nên là buổi hôm trước chúng ta đã nói chuyện với nhau về cái khó khăn khi triển khai trường STEM. Chúng ta dừng lại hai khó khăn, đó là cái việc thứ nhất là đào tạo giáo viên đấy, và thứ hai là kinh phí đấy. Thì khi mà làm thực tế ở trong các trường thì mình thấy rằng là có một số cái khó khăn nữa có thể là mọi người sẽ gặp phải. Nhất đó là thứ nhất là muốn làm được thành công thì nó phải có định hướng của ban giám hiệu đấy. Cái này là cái tư duy của các ban giám hiệu của các trường nó cũng khác nhau đấy. Những trường nào mà ban giám hiệu mà các thầy cô mà cũng tương đối lớn tuổi thì có vẻ như mọi người rất là ngại thay đổi đấy. Nói thì mọi người đều biết là STEM rất là hay rồi, thì nó có thế này thế kia, nhiều trường cũng đang dùng STEM để là cái để làm thế mạnh của mình. Tuy nhiên nhiều trường thì họ rất là ngại thay đổi. Cái thứ hai là khi mà triển khai thì gặp cái vướng mắc, đó là phần cho điểm đánh giá đấy. Bởi vì nếu STEM thì nó không phải là chương trình chính thống của bộ đấy, tức là bộ khuyến khích áp dụng cái này áp dụng cái kia, thì giáo viên thường rất hay đặt câu hỏi là thế cuối cùng là tóm lại là bây giờ điểm thì vẫn phải cho, thì cho vào đâu, cho vào hệ số 1, hệ số 2, cho như thế nào. Thì cái đấy cũng là cái mà giáo viên thì cũng rất là mù mờ. Thứ ba là cái khó khăn khi mà khuyến khích giáo viên là đưa cái ứng dụng, đưa cái dòng STEM vào trong bài giảng của mình thì tích hợp đến môn. Tuy nhiên giáo viên thì nhiều trường thì bây giờ cũng phải thẳng thắn thừa nhận đó là các bạn ấy cũng rất thụ động, các bạn ấy luôn luôn chờ cái hướng dẫn và lồng ghép vào chương trình bộ thế nào. Bởi vì bây giờ tất cả mọi người đều có một cái giáo án rồi, thì cứ năm này năm kia, năm này sang năm khác thì cứ dạy theo đúng giáo án đấy. Bây giờ lại bảo là phải đưa bài giảng vào rồi phải tích hợp cái này cái kia, mà một bài giảng có 45 phút thì hầu hết các bạn rất là ngại. Đấy, thì ở đây mình có đưa ra ví dụ về 4 ngôi trường phổ thông ở trong Sài Gòn, thấy rằng là cách làm của các trường nó tương đối khác nhau và cái kết quả đạt được nó cũng khác nhau. Trường đầu tiên là trường Lê Quý Đôn ở quận 3. Trường này là một ngôi trường khá là, thứ là lâu đời, và thứ hai là nó cũng là trường công mà phụ huynh học sinh thì cũng là tương đối có điều kiện đấy. Thì trường này đầu tư rất là tốt cho STEM, họ đầu tư cả nhà kính, rồi họ đầu tư phòng thực hành STEM, nó có máy in 3D, rồi máy cắt CNC, nói chung là toàn những đồ ấy. Thì cách làm thì cũng tương đối sáng tạo, tức là họ huy động kinh phí từ mạnh thường quân đấy, và cũng phải nhờ là có một thầy hiệu trưởng rất là trẻ, thầy khoa rất là trẻ, nên là thầy cái tư duy là cởi mở, thầy định hướng làm STEM và thầy quyết định là ví dụ như là phần kinh phí cho hoạt động thì là huy động từ mạnh thường quân đấy. Rồi thì khi mà làm chương trình thì đã thành lập nguyên một cái tiểu ban STEM, tức là bao gồm tổ trưởng chuyên môn của các môn tự nhiên gom lại để họ đưa được một cái khung, một cái gì đấy, một cái chương trình, một cái gợi ý cho giáo viên có thể áp dụng vào đấy, và họ chấp nhận là cho điểm, tức là có thể học sinh lấy sản phẩm STEM để có thể cho vào điểm đánh giá của một môn tự nhiên nào đấy. Thì đấy là một cách làm mà mình nghĩ rằng là nó khá là phù hợp, và nhưng mà tóm lại cũng phải chờ một cái tư duy từ phía ban giám hiệu để có thể triển khai một cách rất là quyết liệt.
Thì mặc dù là Liquidol thì họ mới làm STEM từ năm 2017-2018 đến giờ. Đấy. Tuy nhiên thì những cái cơ sở vật chất được đầu tư rồi thì những cái sản phẩm làm được thì cũng là tương đối có kết quả. Trường thứ hai là một trường tư rất là giàu trong Sài Gòn, là trường Đinh Thị Lý. Trường này thì STEM là một trong những cái chương trình giáo dục của họ, tức là họ vẫn dạy theo chương trình của bộ. Đấy. Tuy nhiên thì họ có thêm những cái môn học mở rộng, trong đó thì có những cái môn liên quan STEM. Tuy nhiên thì trường này thì bởi vì họ trường tư mà lại giàu nữa, cho nên là họ đầu tư rất là tốt cho cơ sở vật chất. Họ có 11 phòng thí nghiệm, rồi có phòng STEM lab. Đấy. Và một trong những cái trọng điểm trong STEM họ là phần coding. Nên là từ khối 6 đến khối 9 thì họ dạy cho học sinh về lập trình. Đấy, khối 10, khối 12 thì cho học sinh học về design, học về multimedia, đấy, học về IoT. Đấy. Thì cũng là cái một trong những cái cũng nhờ cái điều kiện của phụ huynh học sinh, điều kiện nhà trường nên là họ đầu tư rất là tốt. Tuy nhiên thì cái chương trình STEM đấy, cái chương trình STEM này nằm trong tổng thể của cái phần chương trình học mở rộng của nhà trường, tức là ngoài những cái môn học chính của bộ ra thì trường chủ trương là dạy học cho học sinh giáo dục toàn diện. Họ dạy cả khoa học, rồi họ dạy cả những cái kỹ năng mềm, rồi họ dạy cả những cái kỹ năng mà phù hợp cho mà tiến bộ trong tương lai. Đấy. Thì đấy là hai ví dụ, hai ngôi trường mà có điều kiện thì họ triển khai STEM như nào. Còn vậy thì các trường mà nghèo thì sao? Thì ở đây thì mình có lấy ví dụ một trường công cũng thuộc loại là nghèo và một trường tư. Ở trường của mình thì cũng thuộc loại là kinh phí thấp. Thì ở đây mình có lấy ví dụ ở trường Nguyễn Chí Thanh, là một trường công ở quận 12. Trường này thì cũng mới thành lập từ 2016. Tuy nhiên thì họ cũng làm STEM ngay từ đầu và cũng là một trong những là cơ đầu STEM của quận 12. Thì nhà trường thì là tập trung ngay từ ban đầu là cho mạng robot. Tức là họ tập trung vào đào tạo robot cho học sinh và cũng rất tập trung là cho đi thi, giành giải thưởng ở thành phố, rồi cũng có cho đi thi ở quốc tế, cũng có một số giải thưởng. Thì đấy là một trong những cách làm mình nghĩ là cũng hợp lý trong cái điều kiện mà cơ sở vật chất không phù hợp, không. Đấy. Còn, ví dụ như là Đức Trí, thì thực ra là Đức Trí là trường hiện tại mình đang công tác, thì cũng mới triển khai STEM khoảng 2 năm nay và cũng có rất nhiều những cái khó khăn, thách thức, những cái mà ngay từ đầu mình đã chia sẻ rồi. Đấy, tức là về phía giáo viên thì thực ra về cái khung lý luận thì mọi người rất là loay hoay, không hiểu là mọi người thì không hiểu là chúng ta nên triển khai STEM như thế nào. Thì cũng mới bắt đầu mày mò làm từ câu lạc bộ, cũng có câu lạc bộ toán, câu lạc bộ khoa học, rồi thì cũng năm vừa rồi thì cũng thí điểm làm thêm được là có tổ chức được tiết dự án dạy cho học sinh về hệ mặt trời, về những cái khái niệm về hệ mặt trời, rồi thì những thứ liên quan, mà chủ yếu thì dạy cho học sinh lớp 6, cho nên là cũng nặng về phần làm sản phẩm đánh giá để sâu cho phụ huynh xem, chứ còn thực tế về phần triển khai lý thuyết thì chắc là cũng chưa được như chuẩn của STEM. Hôm nay là rất cảm ơn anh Sơn đã chia sẻ cho em rất nhiều góc nhìn và cũng để cho em thấy rằng là có lẽ là mình nên làm lại, mình nên tư duy. Bởi vì khi mà em làm chương trình STEM cho trường thì cũng đi lên YouTube, rồi đi tìm hiểu xung quanh, rồi lên xem Google, xem mọi thứ, rồi cuối cùng quyết định là cứ làm ra sản phẩm đã, để làm chưa có một cái khái niệm gì nó chính xác. Đấy, thì cũng cố gắng làm sao để cho các em tiếp cận nhiều hơn về những môn khoa học, rồi cũng vận động các bạn ý xây dựng những cái chương trình đề án cho câu lạc bộ để các bạn ý triển khai. Tuy nhiên thì hiện tại bọn em mới chỉ làm được cho cấp 2 thôi, cấp 3 thì cũng không làm được gì nhiều. Đấy, thì mới đang tập trung để làm cho cấp 2. Trong quá trình triển khai nó còn có những cái mà thậm chí khó khăn, thì ví dụ như là nói về vấn đề kinh phí chẳng hạn. Đấy, kinh phí của nhà trường thì cũng hạn chế, mà thậm chí là không đến mức là xin đầu tư mấy chục triệu cho cái này cái kia, mà ngay cả khoản chi những cái khoản nhỏ nhỏ chẳng hạn, mấy chục nghìn chẳng hạn, thì những khoản đấy ra ngoài mua không có hóa đơn về, không thanh toán được, cho nên là mọi người rất ngại đầu tư vào những cái đấy. Đấy, các bạn thấy rằng là mình nói ra để mọi người thấy rằng là
trong quá trình làm STEM, trong trình triển khai STEM ở những trường nó có những cái nó còn rất ngớ ngẩn như thế. Đấy, chưa kể là khi mà tổ chức cho giáo viên chẳng hạn thì phần lớn giáo viên mà các thầy cô lớn tuổi chẳng hạn thì bây giờ hay cả những cái rất đơn giản như làm về công nghệ, đăng dạy học online, Zoom riếc hay là Meet riếc này còn rất là khó để thầy cô tiếp cận thì bây giờ yêu cầu thầy cô là phải đưa thêm chương trình dạy STEM vào tích hợp lên môn này kia thì cũng có cái rất là khó. Thì đấy là cái một số cái mà mình nêu ví dụ khi mà thực tế nói chuyện ở trường, bởi vì ở đây chúng ta đã có góc nhìn từ những đơn vị đang triển khai, thì S3 như KDI là những đơn vị đưa chương trình vào, thì ở phía còn lại là phía nhà trường thì bữa trước anh Quân cũng nói là muốn xem là mọi người cũng nên tìm hiểu về góc nhìn từ phía nhà trường. Rất tiếc hôm nay em không thể mời được ban giám hiệu bên em tham gia bởi vì cũng có một cái đào tạo khác trùng giờ buổi này. Thì đấy là có một số cái góc nhìn mà em cũng chia sẻ ngược lại để mọi người hiểu rằng là ở các trường mà từng cái đặc điểm của từng ngôi trường nó có những cái mà thuận lợi khó khăn, để trường nào mà được ủng hộ được ủng hộ rồi được mở khóa ra thì bùng rất là nhanh, nhưng mà ngược lại có những trường thì vẫn phải mò mẫm lo dò đi từng bước một. Thì đấy là một số cái chia sẻ của em về phía nhà trường, có những cái trao đổi lại thì mọi người có cái góc nhìn đa chiều hơn. Cho quay lại với Hoàng Anh nhỉ. Em cảm ơn anh Cường ạ. Thì đứng từ góc nhìn của một trong những đại diện của các nhà trường như là anh Cường hay là phía em như là trung tâm tiếng Anh của em chẳng hạn, thì em cũng từ chối luôn cái cơ hội là để bắt đội ngũ của em là phải đi tìm hiểu và xây dựng cái chương trình, mà em nghĩ là việc mà liên hệ với các cái đơn vị chuyên như là S3 hay là KDI là một số những cái đơn vị khác thì họ sẽ cung cấp cho mình một cái chương trình nó toàn diện và nó quy củ, và họ hỗ trợ cùng với mình theo dõi chất lượng giảng dạy cũng như là điều phối trong cái quá trình học tập của các con, hay là hỗ trợ cả đến công tác báo cáo lại cho phụ huynh về kết quả của các con nữa, thì em nghĩ là nó cũng sẽ rất là hiệu quả cho các bên một cách chuyên môn hóa cái sản phẩm của mình hơn ạ. Thì em cũng rất là cảm ơn anh Sơn với cả Ngọc đã chia sẻ với mọi người hôm nay gần như là rất nhiều những cái kiến thức mới và là hay ho và bổ ích và lại rất là thực tiễn nữa. Thì nếu như mà tiện thì anh Sơn với cả Ngọc có thể chia sẻ cái contact của mọi người để chúng em có thể chia sẻ lại với cả các bạn học cùng và những người mà sẽ xem lại cái buổi record ngày hôm nay. Mọi người có những cái câu hỏi gì thì xin nhờ anh Sơn với cả Ngọc là giải đáp giúp ạ. Nhờ anh Sơn và Ngọc. Vâng ạ, gõ giúp em vào ô chat cho mọi người được không ạ? Vâng, em cảm ơn ạ. Cảm ơn Hoàng Anh. Có lẽ là mình cũng xin một chút nữa là rất là chia sẻ với thầy Cường về những cái khó khăn mà trong cái quá trình triển khai tại các trường công. Tuy nhiên cũng có một cái đặc thù là trong thành phố Hồ Chí Minh, vì cái cách mà Sở Giáo dục cũng như là các đơn vị quản lý giáo dục họ làm nó rất là khác so với miền Bắc. Cái đấy thì chắc là Ngọc có kinh nghiệm khi mà triển khai cả ở trong thành phố Hồ Chí Minh và cả trong ở ngoài Hà Nội. Thành phố Hồ Chí Minh rất là dễ triển khai đối với các đơn vị tư nhân, bởi vì là cái cơ chế nó rất là rõ ràng trong cái hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, chính vì như vậy, ở thành phố Hồ Chí Minh thực ra lại có rất nhiều các đơn vị làm STEM, nhưng mà mình không đánh giá cao lắm về cái chuyên môn của rất nhiều đơn vị làm STEM tại thành phố Hồ Chí Minh, vì họ không đầu tư quá nhiều liên quan đến chuyên môn, mà dựa vào kinh nghiệm của rất nhiều các thầy cô lấy thành ra là trong thành phố Hồ Chí Minh hiện nay STEM thì đang được nhìn ở rất nhiều cái góc khác nhau. Ví dụ như là rất nhiều thầy cô hỏi về môn văn thì triển khai STEM như thế nào. Đấy là những cái thứ mà nó rất là lệch so với cái khái niệm về giáo dục STEM ban đầu. Mà những cái đấy nó xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh ra hết. Sau này thì đấy là điều mình chia sẻ là rất nhiều những cái hoạt động giáo dục STEM ở trong thành phố Hồ Chí Minh hiện nay nó đang đi theo phong trào và nó đang đi theo cái hướng nó rất là khác nhau. Tuy nhiên là có một cái điều tích cực là các thầy cô, đặc biệt là các trường công hay là kể cả các trường tư, thì từ cái việc là không làm gì cho đến việc là có một cái gì đấy liên quan đến STEM thì đã là một tín hiệu vui rồi. Tức là thầy Cường đừng phải gọi là quá cầu toàn quá trong việc là phải làm một cái gì đấy nó rất là chuyển dịch, mà gì khi mà chúng ta chưa làm cái gì thì chúng ta không thể làm một cái gì đấy nó rất là tốt ngay từ đầu được. Đấy là cái kinh nghiệm mà bọn mình cũng đã triển khai rất nhiều đơn vị ở khu vực nông thôn. Khi họ chưa làm gì thì không thể yêu cầu họ là phải làm rất là tốt chuẩn chỉ ngay từ đầu, mà khi họ chưa làm gì chỉ cần họ thay đổi bắt tay vào làm đã là tốt rồi, và từ việc mà bắt tay vào làm sau đó làm cho nó tốt hơn nữa và hoàn hảo, thì đấy là một cái quy trình nó diễn ra trong vòng nhiều năm,
chứ không phải là hôm nay thầy tìm hiểu về STEM, ngày mai thầy đã muốn là dạy STEM nó rất là chuẩn chỉnh thì chưa được đâu. Cho nên là cứ từ từ, và cái việc mà chúng ta muốn làm đã là cái điều tốt rồi. Tức là muốn làm thì đã làm cho học sinh hứng thú hơn rồi, vì chỉ cần thầy thay đổi một chút xíu là học sinh đã hứng thú hơn rất là nhiều. Đã, hy vọng là có thể giúp ích được cho các thầy cô. Cảm ơn anh. cái quan điểm của anh Sơn lúc nãy có nói đến chuyện là STEM có nhiều người hiểu lầm, bởi vì hiểu lầm hay không là do chính các cái đơn vị mà triển khai STEM tạo ra những hiểu lầm đấy. Họ tự nhiên họ tạo cho cái thị trường hiểu theo cái của họ. Ngày xưa cứ nói STEM là chỉ có robot thôi, lúc nào người ta nghĩ là STEM chỉ có robot, hoặc là thí nghiệm khoa học là STEM. Thì thực ra là STEM nó quá rộng đi, cho nên là để mà làm được STEM trong trường học thì nếu như team thầy Cường mà chỉ có mỗi một thầy, một mình thầy thôi, hay là chỉ có một thêm một người nữa thôi, thì thực sự là rất là áp lực cho thầy và rất là nặng, bởi vì là nguyên một cái băng đảng chuyên môn của KDI là nó đã có đến 6 người, và mỗi ông ôm một mảng và phát triển cái mảng đấy lên, chứ không phải là một mình một người có thể làm được hết. Cho nên là cho tránh hiểu lầm, có thậm chí em đã từng nói chuyện với cả một cô hiệu trưởng, ôi trường cô làm STEM hết rồi, làm STEM các STEM về lịch sử làm hết rồi, trong mô hình lịch sử xây dựng một cái mô hình sông đền thờ, xong rồi sông Nin, xong cũng là dùng que kem để xây dựng nên đấy, sau đó thì viết lịch sử, xong một cái postcard nói về lịch sử sông Nin, sông Hằng gì đấy. Thì đấy là một cái dự án về STEM, tức là các thầy cô hiểu nhầm hoàn toàn, cứ tích hợp liên môn, cứ tích hợp môn này và môn kia, xong rồi có một chút sáng chế, có một chút gọi là tái chế luôn, dùng cả từ là tái chế sản phẩm là STEM, là ra một cái dự án STEM. Thì cái đấy là một cái hiểu lầm, sai lầm khủng khiếp dành cho nền giáo dục, vì chính những cái đơn vị mà họ làm những cái góc nhìn nhỏ, quá nhỏ, và họ đưa vào thị trường và làm khiến cho rối loạn cái nền giáo dục của Việt Nam lên. Bởi vì là để tiếp cận, không phải ai cũng có hết hiểu biết như anh Sơn, mà anh Sơn đang là người kiểu như là cầm cái biển đây giáo dục STEM bên này, đi đến từng vùng miền mà đây mới là cái đúng này, thì rất là vất vả. Cho nên là những cái mà mình làm sao đừng quá ham hố, quá một mình không làm hết được, và mình cần có một cái người, một đội ngũ đứng đằng sau mình để làm. Cho nên là thầy Cường cũng đừng quá áp lực, mà nên tìm thêm đồng đội để làm sao mà có được một cái chương trình nó toàn diện, chứ đừng để một mình làm có quá sức như vậy. Cảm ơn chia sẻ rất là thật của Ngọc. Và em cũng rất là cảm ơn mọi người, cảm ơn anh Sơn, cảm ơn Ngọc rất nhiều. Và cũng nhân đây thì xin được giới thiệu với cả toàn bộ mọi người tham gia chương trình ngày hôm nay là có hai thầy cô Nguyễn Hoàng Ánh và anh Lê Quân, là hai cố vấn của chương trình học bổng lãnh đạo trẻ giáo dục ABG. Thì em cũng rất là hân hạnh được xin phép nghe một vài những cái ý kiến chia sẻ của cô Ánh hoặc là anh Quân, có thể chia sẻ cùng với chúng em ngày hôm nay được không ạ? Cô Ánh với cả anh Quân là hai người cố vấn mà rất hay tàu ngầm và tham gia vào các cái cuộc chia sẻ free talk của đội ngũ chúng em chia sẻ, và có rất là nhiều những ý kiến sau những cái buổi đấy ạ. Và bọn em cũng rất là mong chờ cô Ánh hoặc là anh Quân có thể có một vài những chia sẻ ngày hôm nay được không ạ? À, không thấy đồng chí Quân đâu, đồng chí Quân tàu ngầm ở đâu mất rồi. Dạ. Mình đang chờ ông Quân để cái vụ này, thì dù sao đi nữa thì thầy Quân cũng là có hiểu biết nhiều hơn, do là mình dạy kinh tế thôi, và lại cũng gọi là chưa bao giờ được đào tạo, thì cái này cũng chỉ là nghe mọi người nói. Vì vậy cho nên là rất cảm ơn mọi người, bởi vì rằng là tuy là một người mà chỉ gọi là hóng hớt, nhưng mình có thể nhận ra sự rất là nhiệt tình của mọi người. Và mình có một cái thắc mắc ấy, mà nếu các bạn có thể giải đáp được thì mình rất cảm ơn. Tại vì chúng ta đều biết rằng là giáo dục thì ở thành phố rõ ràng là có lợi thế hơn. Cái thứ hai ấy là trường tư đắt tiền, thì những cái chương trình áp dụng mới này cũng sẽ dễ hơn. Thế nhưng chúng ta cũng biết rằng là phần lớn học sinh của chúng ta thì lại ở nông thôn. Và thời tình là khi mà đi dạy ở đại học ấy, thì phải nói là mình hoàn toàn chẳng còn một chút kỳ vọng nào về cái gọi là hình tượng con nhà nghèo học giỏi cả.
Vốn thì mình nghĩ là con nhà nghề học giỏi là cái gì đó rất lung linh ấy, tại vì lịch sử Việt Nam bắt đầu từ Nguyễn Hiền trở đi ra sức ca ngợi các kiểu. Thế nhưng mà cái mà mình nhìn thấy đó là con nhà nghèo mà có học giỏi thì thường là cũng học rất là lệch và cái tư duy nó bị hẹp. Cho nên là cái với cái một điểm quan trọng nữa ấy, tức là rất hiếm người thoát ra được khỏi cái xuất thân của mình. Thì các em ấy sẽ nhìn về bố mẹ, nhìn về làng quê và các em ấy thấy mình thấy là tốt lắm rồi. Ví dụ như là muốn thử một cái gì đấy mới thì các em rất là sợ rủi ro ấy. Sợ mất cái mình đang có. Nó làm cho thật sự là có rất nhiều người có tố chất rất là tốt, nhưng cuối cùng người ta không đi xa được. Không thể nào làm thế nào cho người ta rút ra được. Đó. Chứ bây giờ qua cái nghe hôm nay thì mình thấy là thứ nhất là các bạn nói chuyện rất là bài bản, thứ hai là các bạn có kinh nghiệm cả về những cái chuyện là áp dụng cho những trong thực tế như thế nào. Thì mình chỉ muốn hỏi là các bạn có thể cho mình biết được rằng là cái STEM này thì có thể áp dụng như thế nào, bởi vì các bạn có nói là các bạn có làm được ở vùng sâu vùng xa, nhưng mà các bạn có thể cho mình biết cụ thể là ở đấy thì làm thế nào mà các bạn có thể áp dụng được, cái cách mà các bạn áp dụng được ở những vùng ấy là như thế nào, khi mà thực tế mà nói là chúng ta không thể mua được dụng cụ gì nhiều, cái hiểu biết của trẻ em vùng ấy cũng khá là hạn chế. Và bố mẹ thì thường một là bỏ mặc con, mà hai là chỉ muốn học những thứ cổ truyền nhất. Hôm qua mình vừa tư vấn đứt hơi chồng chị ở Hạ Long. Chị nhất định không cho con học chương trình liên kết với nước ngoài, bởi vì chị bảo rằng con chị ấy đủ điểm đỗ chương trình chính quy của nhà trường. Tại sao lại phải bỏ đi học cái chương trình liên kết ấy? Ngoại ngữ thì tự học rồi cũng được chứ sao? Đó, chứ thì trong khi đó thì bình thường nếu người ta mà đỗ được cái chương trình liên kết của trường uy tín ấy thì người ta chào mừng quá, bởi vì cái đấy nó phải phỏng vấn rồi tiếng Anh phải 7 chấm ấy, tức là mệt chết hết được rồi. Thế nhưng mà chị cảm thấy là không được, mà trong khi đó đấy là nhà có tiền nhá. Đó, thế thì cái câu hỏi của mình là như vậy, bởi vì là xin lỗi bởi vì nó không gần STEM lắm, do là mình thật sự là đã rời bỏ khoa học tự nhiên rất là lâu rồi, cho nên là chị có thể hỏi được thế thôi. Cảm ơn các bạn. Vâng, cái trao đổi của chị Ánh thì thực ra nó cũng rất là thú vị, bởi vì là một trong những cái vấn đề mà trong giáo dục STEM mà Liên Hợp Quốc cũng rất là quan tâm, đó là vấn đề bình đẳng. Bình đẳng ở đây thì có hai vấn đề. Một là bình đẳng nam nữ, bởi vì tại sao cho đến bây giờ thế kỷ 21 nhưng mà cái lực lượng lao động nữ trong các ngành nghề STEM nó vẫn còn rất thấp. Có những ngành nghề theo thống kê trên thế giới chỉ khoảng 15% là lao động nữ, có những ngành nghề nó tăng hơn, ví dụ 35%, ví dụ như các ngành nghề về nó gần với phụ nữ hơn, ví dụ như là về y sinh thì có khoảng 35%, một số ngành nghề cao nhất thì cũng chỉ được 40%, còn đa số nó khoảng 20% phụ nữ. Thế thì cái việc là mà thúc đẩy cái lực lượng lao động nữ cho các ngành nghề STEM cũng là một trong những cái gọi là những cái chính sách mấu chốt về giáo dục STEM tại rất nhiều quốc gia. Cái vấn đề bình đẳng thứ hai đó là tiếp cận với các đối tượng yếu thế, ví dụ như là khu vực nông thôn, khu vực miền núi, thì ở những cái nước như Việt Nam là lại là một cái vấn đề rất là quan trọng. Thế thì từ những năm 2014 đến bây giờ thì ví dụ như bên chúng em có thành lập một cái gọi là Liên minh STEM, thì thực ra cái Liên minh STEM là tên gọi chung, nó không phải là chính thức hóa, nhưng mà mục tiêu của Liên minh STEM là hỗ trợ các cái đối tượng ở các vùng nông thôn thay vì là khai thác ở các khu vực thành phố. Thì đối với các vùng nông thôn thì hiện nay thực ra nông thôn vừa dễ vừa khó, không phải là quá khó, bởi vì hệ thống giáo dục của ở nông thôn ấy thì hay là thậm chí là kể cả thành phố thì nó có một cái điều rất là đặc trưng là gì ạ? Cái hệ thống giáo dục của Việt Nam là chịu sự quản lý của các phòng giáo dục và các sở giáo dục. Đối với các địa phương thì các phòng giáo dục là các đơn vị quản lý trực tiếp đối với khối tiểu học, mầm non và trung học cơ sở. Và ở Việt Nam nó có cái điều thú vị là khi mà có một cái chính sách hay là có một cái công văn hay có một cái chỉ thị nào đấy từ các cấp cao hơn thì các cấp dưới sẽ cứ thế mà làm. Đấy là điểm dễ, khi mà nếu mà chúng ta tiếp cận được với đúng người cần làm, đúng cơ quan cần đến thì nó cứ răm rắp nó làm thôi ạ, từ trên xuống dưới. Đấy là cái về mặt gọi là chính sách của Việt Nam. Nhưng ngược lại thì họ sẽ làm theo cách đối phó, làm theo cách cho có, thì đấy là những cái thực tế. Thế cho nên là
cái tiếp cận giáo dục STEM ở khu vực nông thôn hiện nay thì đứa mình STEM phải tiếp cận theo nhiều cách khác nhau, ví dụ từ dưới lên, từ trên xuống. Từ dưới lên là gì ạ? Tổ chức tập huấn cho các thầy cô ở khu vực nông thôn, tổ chức tập huấn cho cán bộ giáo, tức là các cán bộ giáo dục, lãnh đạo giáo dục từ cấp sở, cấp phòng, cấp trường. Như Cường nói ban nãy là có một cái thầy hiệu trưởng hiệu phó rất là nhiệt huyết, thì đấy là những đối tượng mà có thể đã được nghe về STEM rồi. Còn đa số các lãnh đạo nhà trường đều không được nghe về STEM, cho nên là tập huấn cho lãnh đạo là một cái bước đầu tiên trước khi mà triển khai cho các hoạt động STEM khác nhau. Thì bao giờ Liên minh STEM cũng tổ chức tập huấn cho cán bộ lãnh đạo trước, sau đó mới đến các giáo viên. Và giáo viên này phải là 100% giáo viên, tất cả mọi người đều biết, kể cả dạy văn, dạy sử, dạy địa, dạy ngoại ngữ cũng đều nên biết nó là gì. Bởi vì là trong cái mối quan hệ nhà trường thì các môn học nó liên quan với nhau, trong cái việc phân phối, ví dụ như là phân phối nhân lực giáo viên cho các hoạt động. Ví dụ các thầy cô mà đã có hoạt động STEM rồi thì nếu như mà biết là có những hoạt động đấy rồi thì các thầy cô sẽ không được phân vào các hoạt động khác nữa, ví dụ như là đi trực hay là làm những cái hoạt động gì đấy khác. Thì đấy là lý do mà tại sao cần phải tập huấn cho tất cả giáo viên, sau đó mới tập huấn chuyên môn cho đội ngũ giáo viên chuyên môn. Thế thì có vấn đề mà chị Anh quan tâm, đó là vấn đề về trang bị cơ sở vật chất. Thì thực ra ấy, đối với STEM nó rất là linh hoạt, và một trong những cái điểm hay của giáo dục STEM đó là gì? Đó là nó phải căn cứ vào thực tiễn cuộc sống của địa phương. Chúng ta không thể dạy những thứ mà ở địa phương không có, hoặc là ví dụ như thế này ạ, cái chủ đề nó gắn với văn hóa, yếu tố văn hóa truyền thống của Việt Nam, nó có rất nhiều chủ đề liên quan đến giáo dục STEM. Tức là ví dụ như là một trong những chủ đề mà Học viện Sáng tạo S3 rất hay dạy cho các học sinh ở các vùng nông thôn, đó là gì ạ? Chủ đề về cái đèn kéo quân. Cái đèn kéo quân này cũng đã từng dạy cho học sinh cả Hàn Quốc nữa. Tức là một cái yếu tố gắn với cái yếu tố văn hóa truyền thống của địa phương, cơ sở, cái gọi là nguyên vật liệu thì rất là dễ kiếm. Nhưng ở trong đấy nó có kiến thức về khoa học, nó có kiến thức về văn hóa, nó có kiến thức về toán học. Ví dụ như là kiến thức về khoa học trong môn vật lý chương trình cấp 2 là cũng có, kiến thức về toán học, tính toán diện tích, thể tích là cũng có. Thì thông qua cái dự án như vậy, học sinh sẽ học các cái chủ đề và cái nguyên vật liệu nó phải gần gũi với địa phương và rất là dễ kiếm. Thì đấy là cái hay của giáo dục STEM là gì ạ? Chúng ta không nên căn cứ vào việc là phải có robot, cứ phải có những cái thiết bị đắt tiền, cứ phải máy in 3D, cứ phải có thí nghiệm khoa học rất là hoành tráng, mà có những thứ mà gì hoàn toàn có thể kiếm được từ chính thiên nhiên, từ chính cái cuộc sống của học sinh. Thứ hai nữa là đối với các cái thí nghiệm khoa học thì thực ra trong chương trình giáo dục phổ thông là đã có rất là nhiều rồi, chỉ cần các thầy cô dùng được nó đã là tốt rồi. Chứ còn hiện nay các phòng thí nghiệm cứ về các trường phổ thông mà xem ạ, nó gần như là đắp chiếu và nó bụi, lớp bụi dày cộp này. Học sinh thì thiếu, không có trang thiết bị để học, nhưng mà phòng thí nghiệm thì không được sử dụng, bởi vì là chỉ học để tính điểm. Đấy là cái điểm rất là khó, và cái việc mà thay đổi tư duy lãnh đạo, thay đổi về cách nhìn về giáo dục là cái quá trình nó khá là lâu dài và đòi hỏi cái thời gian nữa, đặc biệt là khi mà chương trình giáo dục phổ thông mới đã được triển khai, thì chắc là hy vọng là trong thời gian tới những cái dấu hiệu tích cực về giáo dục phổ thông nó sẽ được gọi là thay đổi, hy vọng là như vậy. Khi mà cách tính điểm rồi là cách đánh giá học sinh nó cũng bắt đầu có những sự thay đổi rồi, và hy vọng là nó sẽ có những cái thay đổi tích cực, và tất cả chúng ta đều hy vọng thôi ạ, đều hy vọng, và phải có những cá nhân, có những tổ chức mà tham gia trực tiếp vào cái hoạt động đấy thì nó mới có sự thay đổi, còn cứ ngồi chờ thì rất là khó ạ. Vâng, cảm ơn các thầy cô và các anh chị. Em có một cái chia sẻ như thế này, thưa cô, đó là em bên em cũng có về vùng quê Thanh Hóa mà để triển khai thì gặp phải một cái vấn đề, đấy là mức thu phí của cho học ngoài đấy, học các cái chương trình ngoài, học các chương trình liên kết ở Thanh Hóa là 50.000 một tháng. Và đấy là lý do tụi em không thể triển khai được ở Thanh Hóa, bởi vì là cái mức thu quá thấp, có một khung như vậy. Kể cả tiếng Anh nước ngoài hay là tiếng Anh thêm hay là các cái chương trình kỹ năng sống thì cả STEM thì đều cũng có chỉ mức thu là 50.000 thôi. Thì đấy là một trong những cái rào cản lớn nhất để cho tụi em không thể mà tiếp cận được với ở các cái vùng gọi là nông thôn hay là các cái vùng thành phố nhỏ hơn là ba thành phố chính. Và một cái nữa thì khi mà tụi em đi làm một lần nữa thì cũng đi lên trên Lào Cai. Đi lên trên Lào Cai thì ban đầu cũng tổ chức tập huấn giáo viên cũng rất là đầy đủ. Trên Lào Cai cũng như anh Sơn cũng biết là cũng là một trong những cái thành phố và cũng có tỉnh là có về STEM cũng rất là mạnh với các học sinh chuyên. Nhưng mà để là triển khai đại trà thì ở trên phòng giáo dục đã rất là ủng hộ rồi. Nhưng mà khi đến các nhà trường thì
chính các thầy cô hiệu trưởng lại là những người đang bị chần chừ trong việc đưa ra quyết định là có triển khai hay không. Thì thành ra là ở mỗi một địa phương lại gặp một cái số những cái khó khăn nhất định mà tụi em chưa có thể đi được về sâu về xa về mặt đại trà. Còn hiện tại thì mới đang ở những cái vùng thành phố lớn và phụ huynh có hiểu biết và ban những cái người về quản lý cấp trực tiếp như phòng giáo dục và sở giáo dục họ đồng thuận với mình làm thì mới đang làm ở những cái bước như vậy. Còn thực tế là đúng là về tính mang tính nhân văn và về xã hội thì đúng là chúng ta cần phải phát triển về nông thôn để cho các bạn ý cũng có được tiếp xúc với những cái công nghệ và những cái kỹ thuật như vậy để làm sao để cân bằng về những cái về cái nguồn nhân lực về sau của mình nó không bị quá bị lệch. Vâng, đấy là cái thực tế mà bên em đang triển khai thì nó gặp phải những khó khăn như vậy. Vâng ạ, cảm ơn phần chia sẻ của anh Sơn cũng như là Ngọc về thực tế mà mọi người đã triển khai. Thực ra là anh Sơn thì cũng đã rất là thành công ở một vài những cái dự án ở Nghệ An hoặc là Nam Định, cũng là một trong những cái vùng quê mà cũng vẫn là nông thôn thôi thì cũng đã được thành công nhất định. Và em nghĩ là cái quá trình này nó cũng cần một cái khoảng thời gian nhất định để mình có thể educate được toàn bộ cả thị trường, từ những cái người làm công tác quản lý đến những cái người mà trực tiếp thụ hưởng cái dịch vụ và sản phẩm của các đơn vị như là S3 hay là KDI ạ. Dạ, vâng. Em cảm ơn. Tự ra S3 tiếp cận các cái dự án giáo dục mang tính xã hội nhiều hơn, là và Ngọc thì nói về các hoạt động mang tính là kinh doanh thu tiền, và S3 thì tiếp cận về các hoạt động về xã hội và có sự tài trợ của một số tổ chức nhất định. Tuy nhiên là cái giáo dục ở Việt Nam, đặc biệt là các địa phương hay là kể cả ở thành phố thôi, thì nó gắn với yếu tố chính trị rất là nhiều. Ví dụ như là nếu như có một cái trưởng phòng giáo dục tốt ấy, họ quan tâm đến những cái mới thì cái hoạt động của các trường ở đấy nó sẽ rất là tốt. Tuy nhiên là khi mà họ hết nhiệm kỳ thì đến người khác thì có thể chương trình nó lại chìm bởi vì là họ không quan tâm nữa. Và cái tính chủ động trong các cái chương trình giáo dục nhà trường ở Việt Nam hiện nay nó đang rất là thấp. Và người ta cũng đang lo sợ là ngược lại cái này cũng rất là nhiều lo sợ, nếu mà giao quá nhiều quyền cho hiệu trưởng thì sẽ dân ra gọi là các cái vua của các trường ấy, thì tất nhiên nó đều có những cái mặt tích cực và mặt tiêu cực trong cái việc là làm như thế nào. Hy vọng là cái hệ thống chính trị rồi là các cái vấn đề liên quan đến gọi là tư duy lãnh đạo nó sẽ khác đổi khác ở trong cái ngành giáo dục trong thời gian sắp tới. Ok. Hoặc anh có thể xin mấy phút được không? Chào các bạn. Em đang mời anh đi ạ. Em đang định mời anh. Vâng. Nghe các bạn nói chuyện hay quá. Sơn với này bạn Ngọc chia sẻ hay quá. Hai bạn có những cái góc nhìn mà dựa trên chính trải nghiệm của cái tổ chức và doanh nghiệp các bạn đang điều hành. Nên có thể là cái đích là một, nhưng mà cái cách đi rồi các cái chiến lược, chiến thuật nó khác nhau và ở đâu đó là có những cái góc nhìn nó khác nhau. Có một cái điểm chung mà mình thấy là cả Sơn và Ngọc đều nói tới là cái chương trình giáo dục phổ thông mới. Mình muốn nhân cái câu chuyện đấy thì muốn chia sẻ ngắn gọn một xíu với các bạn, tại vì là mình có một cái chút may mắn được chứng kiến một phần từ cái lúc bắt đầu hình thành cái ý tưởng xây dựng chương trình giáo dục phổ thông mới cho đến cái giai đoạn hiện tại là đang triển khai việc viết sách giáo khoa cho từng cái khối lớp để đưa vào triển khai cuốn chiếu cho các cái trường phổ thông, cho hệ thống giáo dục phổ thông trên toàn quốc. Mình chỉ kể hai cái chi tiết rất nhỏ thế này để cô Ánh hình dung được, cô Hoàng Ánh hình dung được cái thách thức và khó khăn thế nào. Khi viết một cái quyển sách, cái nhóm tác giả viết quyển sách giáo khoa trong cái bộ khoa học tự nhiên, tức là gồm lý hóa sinh, viết xong rồi lấy toàn bộ các cái hình ảnh rất là đẹp, rất tuyệt vời rồi, thậm chí là đã đàm phán để mua bản quyền rồi, tại vì như tất cả chúng ta biết là các cái hình ảnh trong sách mà được dùng trong toàn quốc ấy, thì bắt buộc phải mua bản quyền chứ không thể dùng chùa của ai đó. Đến lúc mang lên thì gọi là ban tạm gọi là thẩm định đấy, thì họ có ý kiến là trong cái các hình ảnh ấy thì không có sự đa dạng về vùng miền. Tức là sao? Là không có hình ảnh các em gái dân tộc chẳng hạn,
ví dụ thế, hay là thiếu một vài cái hình ảnh liên quan đến các bạn ở cái khu vực phía miền Trung hoặc là miền Nam. Và thực ra mà nói, mình theo dõi toàn bộ cái quá trình để xuất bản, tức là để biên soạn, rồi tất cả các cái quá trình thiết kế, nó rất nhiều công đoạn làm lên một quyển sách giáo khoa ấy. Muốn tìm được những cái hình ảnh sắc nét thể hiện được đặc trưng tất cả các vùng miền, cân bằng về giới, nó vô cùng thách thức. Đấy là chúng ta mới bắt đầu từ quyển sách, chưa nói đến những thứ khác. Một cái ví dụ thứ hai nữa là cũng trong quyển sách ấy, khi đưa ra một cái thí nghiệm về hóa học thì tóm lại là cần một cái dụng cụ để đo, đo thế nào để chúng ta đong được khoảng 200 ml nước chẳng hạn. Thì câu hỏi đặt ra là tất cả các tác giả đã thảo luận với nhau để tìm là làm sao có một cái dụng cụ nào đó phổ biến nhất để phần lớn tất cả các trẻ em hoặc các cái trường học ở các vùng miền của Việt Nam đều có thể mua được nó, cũng không dễ. Nhân tiện anh Sơn mới nói đến Lào Cai ấy, thì cũng có chương trình mới đây, cách đây khoảng hơn tháng thì có triển khai dạy thử cái sách giáo khoa mới ở trên Lào Cai, thì ở đấy cũng lockdown và không thể nào tìm mua được mấy cái thiết bị, tức là mấy cái dụng cụ con để làm thí nghiệm trên Lào Cai, trong khi Hà Nội thì rất nhiều. Chia sẻ với cô Ánh với lại các bạn hai cái chi tiết nho nhỏ như thế để chúng ta cùng hình dung là muốn vượt qua những cái thách thức về vùng miền, về cái bất bình đẳng, nó là một quá trình rất là dài và mình tin là nó không phải là 5 năm, 10 năm đâu, nó là mấy chục năm hoặc thậm chí hàng trăm năm. Cái điều quan trọng nhất theo mình ý là mình nhìn thấy cái sự rất là trăn trở, sự nỗ lực, sự nhiệt tâm của tất cả các bạn, đặc biệt là thông qua cái buổi chia sẻ của bạn Sơn và bạn Ngọc hôm nay, cũng như là các cái câu hỏi hoặc là đóng góp thêm những cái góc nhìn từ Cường, là một người cũng lăn lộn thị trường Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà cũng hơi tiếc được ạ, là không mời được một vài các thầy cô là những người chịu trách nhiệm triển khai trực tiếp, tức là đưa ra quyết định triển khai STEM trong khu vực nhà trường, hoặc là chính những cái thầy cô giáo là những người trực tiếp tiếp nhận và có nhiệm vụ thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị và giảng dạy STEM trong nhà trường. Thì mình nghĩ cái góc nhìn nó sẽ đa chiều hơn. Có lẽ là mình xin phép được dừng cái phần chia sẻ của mình ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã rất là nhiệt tình và cung cấp rất nhiều cái thông tin, cái góc nhìn thông qua trải nghiệm cá nhân của các bạn, và mình thấy là nó rất là thú vị. Em cảm ơn anh Quân ạ, em cảm ơn cô Ánh ạ. Thì chắc là em cũng xin thay mặt ban tổ chức là xin kết lại cái chương trình ngày hôm nay ạ. Đầu tiên thì rất là cảm ơn anh Sơn và Ngọc đã dành cả một buổi sáng thứ bảy. Chương trình thì cũng bị vượt qua dự kiến, mất khoảng tầm 20-25 phút. Nhưng mà mọi người vẫn rất là nhiệt tình ngồi lại và giải đáp, chia sẻ cũng như là thảo luận cùng với nhau ạ. Em cũng cảm ơn anh cô Ánh và cả anh Quân cũng luôn luôn tàu ngầm hỗ trợ chúng em trong các cái buổi chia sẻ free talk như này, thể hiện sự quan tâm của cô và anh rất là nhiều đến chương trình cũng như là đến những cái hoạt động ngoài lề của bọn em ạ. Và một lần nữa là cảm ơn tất cả mọi người đã tham dự đến tận phút cuối của chương trình và có rất là nhiều những câu hỏi hay cho diễn giả của chúng ta ngày hôm nay ạ. Mọi người nếu mà tiện có thể bật hết là cam lên thì chúng mình sẽ chụp một kiểu ảnh lưu niệm cuối cùng được không ạ? Nhìn thấy nhau một chút cho những ngày giãn cách ở Hà Nội hay Sài Gòn thì cũng giãn cách hết mất rồi. Mọi người tiện có thể bật cam lên, chúng ta sẽ chụp một kiểu ảnh thật nhanh thôi ạ. Rồi ạ, em nhìn thấy rất nhiều những khuôn mặt ở đây rồi. Chiều chúng ta lại tiếp tục gặp nhau nên là chúng ta sẽ chụp ảnh lưu niệm một chút sau đó là nghỉ ngơi và tiếp tục cho giờ buổi chiều ạ. Anh Quân, không tiện bật cam hả anh?
nét chụp ảnh nhá, mọi người có thể thả tim hay là làm một động tác gì đấy cũng được ạ. 1, 2, 3. Một kiểu nữa ạ. Rồi ạ, em cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Và hy vọng là sẽ tiếp tục được gặp lại mọi người trong một số những buổi chia sẻ sau của chương trình ạ. Em cảm ơn anh Sơn ạ, cảm ơn ạ. Rồi, cảm ơn mọi người nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Anh Sơn ạ. Mọi người hẹn gặp lại.